Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 2. Nhận lấy không gian giới chỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi mới lộ ra một nụ cười, giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn đám đệ tử ngoại môn dưới đài một chút, sắc mặt nhất thời lại lạnh xuống, nói, lão già, Bảo Nhi ta cũng không phải là người điêu ngoa. Vừa rồi bọn họ không những không chuẩn bị năng lượng thạch cho ta, còn muốn giết ta diệt khẩu, loại đệ tử này, tâm tính không tốt, kém không biết bao nhiêu lần so với tiểu tạp dịch. Đúng, đúng, viên trưởng lão vội vã gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, này, này Bảo Nhi, việc này, kết thúc như vậy, được không? Sở dĩ bọn họ gom góp năng lượng thạch, là vì làm cho Bảo Nhi nguôi giận, thu hồi lời nói vừa rồi, Phù Phong, bọn họ không đắc tội nổi. Không phải, ta muốn đi tìm Gia Gia, để Gia Gia thay ta làm chủ, các ngươi chết chắc rồi. Bảo Nhi liếc mắt chừng viên trưởng lão, cả giận nói, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa bị ai khi dễ. Ngày hôm nay những đệ tử ngoại môn này lại muốn giết nàng diệt khẩu, cục tức này, nàng nuốt không trôi. Nghe được Bảo Nhi còn muốn đi tìm Gia Gia nàng, khuôn mặt bốn lão nhân trên sinh tử đài co quắp, thầm nghĩ, nào có ai như ngươi, lấy đồ đạc còn không chịu xong việc, không phải là khi dễ người khác sao? Đột nhiên, trưởng lão mặt tròn nhìn Dương Diệp ở bên cạnh Bảo Nhi, mặt tròn trưởng lão do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp, vỗ vỗ bả vai Dương Diệp. Cười nói, ngươi là Dương Diệp à, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lại chiến thắng huyền giả bát phẩm đoàn quân, khó lường. Sắc mặt Dương Diệp có chút cổ quái, hắn nhận biết trưởng lão trước mắt này, tên là Phùng Vũ, cũng được xem là một trưởng lão rất có quyền thế ở ngoại môn, còn có bên cạnh hai người trước đây chế nhạo hắn là phế vật, còn cười nhạo thiên trưởng lão mắt mờ, nhưng bây giờ lại tới khen hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua Bảo Nhi, hắn càng hiếu kỳ đến thân phận của Bảo Nhi. Đương nhiên hắn cũng biết, trưởng lão này khen hắn, nhất định là muốn để hắn giúp đỡ đi khuyên Bảo Nhi, nhưng mà, Dương Diệp sẽ không đơn giản đi khuyên, cứ để Bảo Nhi làm khó mấy lão già này. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn thử tiểu tạp dịch là bằng hữu của ai. Lúc này Bảo Nhi đi tới bên cạnh Dương Diệp, hướng về phía mặt tròn trưởng lão gật đầu, nói, lão già, tuy ngươi dáng dấp xấu xí, thế nhưng ánh mắt ngươi không tệ lắm, tiểu tạp dịch rất lợi hại, những đệ tử kia của ngươi đều ngu ngốc. Lại không tin hắn có thể thắng, thật là đần chết. Có hy vọng. Phía trên ngoại trừ thiên trưởng lão ra, bốn gã trưởng lão ngoại môn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là vui vẻ, mặt tròn trưởng lão cười nói, đúng, đúng, hắn chính là thiên tài, dùng huyền giả lục phẩm thực lực đánh bại bát phẩm, là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Phùng Vũ, trước đây không phải ngươi nói ta mắt mờ, chiêu mộ một kẻ đệ nhất phế vật trong lịch sử về sao? Làm sao? Từ lúc nào Dương Diệp trong mắt ngươi đã trở thành siêu cấp thiên tài? Lúc này, thiên trưởng lão một bên châm chọc nói. Ông nhớ kỹ sắc mặt mấy lão già trước đây lúc Dương Diệp không trở thành huyền giả, thậm chí hiện tại, mấy trưởng lão bên cạnh còn mang chuyện lúc đó cười nhạo mình, bây giờ có cơ hội làm mất mặt bọn hắn, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua. Nghe được lời nói thiên trưởng lão, trong lòng bốn trưởng lão ngoại môn còn lại đều cả kinh, Phùng Vũ nhìn Dương Diệp, nói, ngươi, ngươi là Dương Diệp. Một năm trước vẫn chưa trở thành huyền giả, Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, sắc mặt vài tên trưởng lão mất tự nhiên, ban đầu đúng là bọn họ nói qua những lời này, trong trưởng lão ngoại môn, mọi người đấu tranh cãi nhau là rất bình thường, nếu như Dương Diệp cùng Bảo Nhi không phải bằng hữu, coi như bây giờ đạt được huyền giả lục phẩm, họ cũng sẽ không để trong mắt, nhưng mà lúc này, đã từng được coi là đệ nhất phế vật lại là bằng hữu tiểu ma nữ. Người có khả năng làm cho tiểu ma nữ thu hồi lời nói vừa rồi. Vài tên trưởng lão súng lại, mở miệng cầu xin, mất hết thể diện, không cầu xin ư. Tiểu ma nữ này trở về nói cho lão ma đầu, về sau ngoại môn coi như xong. Lão già, trước đây ngươi nói Dương Diệp là đệ nhất phế vật. Lúc này, ánh mắt Bảo Nhi bất thiện nhìn Phùng Vũ, vừa rồi nàng còn nói ánh mắt lão già trước mặt này không sai. Không nghĩ tới trước đây lão nhân này lại nói Dương Diệp là đệ nhất phế vật trong lịch sử, kim thuộc tính bên trong ngũ hành huyền khí lại là phế vật, vậy mộc thuộc tính của nàng là cái gì? Bảo Nhi có chút tức giận. Phùng Vũ xấu hổ cười, nói, không có, là trước đây mấy lão già chúng ta mắt mờ, là chúng ta mắt mờ, chúng ta xin lỗi. Thiên lão, việc này chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi cũng biết, thường ngày mấy người chúng ta cãi nhau cũng rất bình thường, ngươi so đo với chúng ta làm gì? Đúng vậy, trong thời gian ngắn Dương Diệp đã đạt đến huyền giả lục phẩm, thiên phú như vậy khẳng định là thiên tài,
là mấy chúng ta trước đây mắt mở, Thiên lão ngươi cũng đừng để bụng. Thiên lão, Dương Diệp cũng coi như một nửa đệ tử của ngươi, Dương Diệp là đệ tử của ngươi, lại là bằng hữu của Bảo Nhi, suy cho cùng, chúng ta cùng Bảo Nhi đều là người một nhà, ha ha. Đúng vậy, đều là người một nhà, vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mấy tên trưởng lão đương nhiên không thể xin lỗi một tên đệ tử tạp dịch, bọn họ không làm được, cho nên chỉ có thể xin lỗi Thiên trưởng lão. Nhìn thấy mấy tên trưởng lão xin lỗi, Dương Diệp có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không đắc ý, hắn biết, sở dĩ mấy tên trưởng lão trước mặt xin lỗi, cũng bởi vì liên quan đến Bảo Nhi, nếu không. Cho dù hiện tại hắn đạt được huyền giả bát phẩm, thiết nghĩ bọn họ cũng xem như một tên đệ tử bình thường có cũng được không có cũng không sao. Muốn những trưởng lão này chân chính để mắt, để bọn họ chấp nhận trước đây mình mắt mờ, vậy thì có hắn phải thông qua thí luyện đệ tử ngoại môn, dùng thực lực để chứng minh. Thiên trưởng lão cũng không tiểu nhân đắc chí, hắn cũng hiểu rõ đạo lý này, nếu như nguyên nhân không phải vì Bảo Nhi, mấy lão già này tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước hắn, tuy vậy, ông vẫn hả giận, một năm qua, ông cũng chịu không ít tức giận từ mấy lão già này. Thấy mọi chuyện đã đỡ, Dương Diệp kéo tay Bảo Nhi, đi tới bên cạnh, nói, Bảo Nhi, việc này, muội thu hồi lời nói vừa rồi, có được hay không? Có phải nếu ta thu hồi lời nói vừa rồi? Sau này bọn họ sẽ không xem thường ngươi. Nhìn Dương Diệp, Bảo Nhi trừng mắt nói, nàng cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết những lão già kia đột nhiên áy náy, nhất định nguyên nhân là do nàng. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy, nếu như Bảo Nhi vì ta thu hồi lời nói vừa rồi, nhất định bọn họ sẽ nhớ ân tình này của ta, sau này ta ở ngoại môn sẽ nhận được nhiều giúp đỡ. Bảo Nhi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu cười. Kéo tay Dương Diệp đi tới năm tên trưởng lão ngoại môn đang khẩn trương, nói, mấy lão già các ngươi, việc hôm nay coi như xong, nhưng ta nói cho các ngươi biết, vì ta nể mặt tiểu tạp dịch, sau này các ngươi còn khi dễ ta, hừ hừ. Hừ hai tiếng, tỏ ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Nghe vậy, mấy tên trưởng lão ngoại môn nhất thời thở dài một hơi trong lòng, Phùng Vũ vội vàng nói, sẽ không đâu, tuyệt đối không, sau này ai dám bất kính với Bảo Nhi, ta một tát đập chết hắn. Nói đến đây, cổ tay Phùng Vũ khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện, đưa cho Dương Diệp, nói, Dương tiểu tử, đây là huyền thiết kiếm hoàng giai thượng phẩm, ta giữ lại cũng không dùng, đưa cho ngươi đi. Nhìn thấy Phùng Vũ đưa ra trường kiếm, Tào Hỏa một bên cũng lấy ra một kiện thiết giáp đưa cho Dương Diệp, nói, đây là huyền thiết giáp, hoàng giai thượng phẩm, ta cũng không dùng, đưa cho ngươi đi, ngươi có thể dùng nó. Đây là 10 viên hộ mạch đan, có thể bảo hộ kinh mạch ngươi tốt hơn. Để cho kinh mạch ngươi chịu được rèn luyện gian khổ, ngươi cất đi. Đây là kiếm quyết hoàng giai, bản sao phân linh kiếm pháp, ngươi cũng cầm tu luyện đi. Chỉ trong chốc lát ở đây ngoại trừ thiên trưởng lão ra, mấy tên trưởng lão ngoại môn mỗi người đều cho Dương Diệp một món bảo vật, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhận hết. Hắn biết, mấy vị trưởng lão trước mắt này đang lấy lòng, cũng biết vì sao họ lấy lòng, nếu như hắn cự tuyệt, mấy tên trưởng lão này sẽ ghi hận trong lòng. Khẳng định sau này ở kiếm tông hắn sẽ bị phiền toái. Nhận lấy mấy thứ kia, Dương Diệp quay đầu nhìn Bảo Nhi một bên cười híp mắt, trong lòng rất hiếu kỳ thân phận Bảo Nhi, hắn biết thân phận phù văn sư cực kỳ tôn quý, thế nhưng mấy tên trưởng lão này lại kiêng kỵ gia gia của Bảo Nhi, gia gia của nàng cũng là phù sư. Là thiên phù sư. Thấy Dương Diệp nhận lấy mấy thứ kia, trên mặt các trưởng lão đều lộ ra nụ cười, thiên phú Dương Diệp có thể không tốt, thế nhưng Dương Diệp quen biết Bảo Nhi. Còn có thể ảnh hưởng đến quyết định của Bảo Nhi, cùng Dương Diệp có hệ tốt, tuyệt đối không sai, từ lúc bọn họ tặng đồ Dương Diệp, có thể nhìn ra nụ cười trên mặt Bảo Nhi. Mấy lão già các ngươi cũng không tệ lắm, Bảo Nhi hướng về phía mấy trưởng lão ngoại môn gật đầu, sau đó nhìn đám đệ tử ngoại môn, nói các ngươi muốn xử lý bọn họ như thế nào. Đối với đám đệ tử ngoại môn này, Bảo Nhi sẽ không buông tha đơn giản như vậy. Lúc này Dương Diệp cũng trầm mặc. Những trưởng lão ngoại môn không hề tổn thương đến Bảo Nhi, nên hắn mới có thể mở miệng khuyên Bảo Nhi, thế nhưng đám đệ tử ngoại môn này muốn giết Bảo Nhi diệt khẩu, là Dương Diệp cũng không thể dễ dàng tha thứ, trong lòng hắn, Bảo Nhi sớm đã là bằng hữu của hắn rồi. Nghe vậy, Phùng Vũ do dự một chút, sau đó vẻ tàn nhẫn trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn đám đệ tử ngoại môn, nói tất cả đệ tử ngoại môn tham gia đánh bạc, toàn bộ đi chấp pháp điện lĩnh 100 roi ra. Sau đó đi khu mỏ tinh quặng đào một tháng, toàn bộ giao nộp lên tông môn, ngay lúc này, toàn bộ đi. Nghe được lời nói Phùng Vũ,
Sắc mặt đệ tử ngoại môn phía dưới nhất thời trắng bệch, 100 roi ra, chắc chắn đau đớn mấy ngày, thế nhưng khu mỏ tinh quặng, đó là nơi xử phạt đệ tử kiếm tông khi phạm tội, nơi ấy không có nhân quyền, đi tới đó, không chết cũng phải lột ra. Xem đệ tử ngoại môn ở dưới biểu tình, Phùng Vũ cũng có chút không đành lòng. Thế nhưng hắn biết, nếu như xử phạt nhẹ, tiểu ma nữ trước mắt này không hài lòng, trở về Phù Phong nói cho lão ma đầu biết, vậy thì không chỉ là đệ tử ngoại môn, trưởng lão ngoại môn cũng phải gặp tai ương, ở kiếm tông, tông chủ cũng sẽ không tùy tiện đắc tội lão ma đầu kia. Hừ, Bảo Nhi vẫn có chút không hài lòng, đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp đã vội vã kéo tay nhỏ của nàng đi ra phía ngoài. Dương Diệp biết xử phạt như thế này đã rất nặng, nếu Bảo Nhi còn chưa hài lòng, những đệ tử ngoại môn này có thể trở mặt, khi đó, mọi chuyện sẽ biến lớn. Hắn không quan tâm đến trưởng lão ngoại môn, thế nhưng hắn quan tâm thiên trưởng lão, hắn thật không hy vọng bởi vì chuyện này, làm thiên trưởng lão chịu thương tổn gì. Thấy Dương Diệp lôi kéo Bảo Nhi rời đi, phía trên mấy tên trưởng lão ngoại môn đồng thời thở dài một hơi, Phùng Vũ nhìn thiên trưởng lão nói, thiên lão, lần này nhờ ngươi thu nhận đệ tử này, nói gì thì nói, coi như chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình. Bốn người còn lại cũng gật đầu tán đồng, bọn họ biết, nếu như vừa rồi tiểu ma nữ kia còn chưa hài lòng, vậy liền thật khó cho bọn họ, dù sao đệ tử ngoại môn dưới kia đều là đệ tử của kiếm tông, nếu xử phạt quá mức, rất có thể tạo ra bất bình, thậm chí là làm những đệ tử ngoại môn này thất vọng đau khổ. Dương Diệp lôi kéo Bảo Nhi rời đi, không thể không nói, chính là thay bọn họ giải quyết một phiền phức lớn. Đệ tử tạp dịch thắng đệ tử ngoại môn, các ngươi thấy gì không, ha ha. Đúng vậy, Dương Diệp cũng tính là đệ tử tạp dịch, sau này còn ai dám nói đệ tử tạp dịch chúng ta là đê tiện. Ha ha, đệ tử ngoại môn à, trước đây lão tử cũng đã nói, Dương Diệp người này không tầm thường, một ngày nào đó sẽ biến thành chân long, bây giờ các ngươi tin chưa? Tên ngốc này, lúc đó ngươi có nói như vậy sao? Hôm nay, toàn bộ đệ tử tạp dịch phong đều thảo luận chuyện về Dương Diệp, rất nhiều đệ tử tạp dịch đều không làm việc. Thất luyện phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thất luyện phong là nơi đệ tử ngoại môn tu luyện, phía trên có kim giáp trận, mộc nhân hạc, thiên trọng thủy, dung nham quật, trọng lực động, âm phong lĩnh, lôi thần cốc bảy nơi tu luyện. Thế nhưng, thất luyện phong cũng không mở miễn phí. Muốn tới thất luyện phong, ngoại trừ 10 vị trí đầu trên ngoại môn bảng, những người còn lại chỉ có thể dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy thời gian tu luyện. Mà điểm cống hiến tông môn, phải vào thập vạn đại sơn giết chết huyền thú, hoặc hoàn thành nhiệm vụ tông môn mới được. Nhiệm vụ tông môn rất khó khăn, đệ tử ngoại môn thường không ai dám nhận, chỉ có những thiên tài có thực lực siêu cường mới dám tiếp nhận. Đệ tử ngoại môn hơn 1.000, nhưng đến được thất luyện phong chỉ hơn 50 người, hiển nhiên là 50 người mạnh nhất ngoại môn. Thanh Vũ đại ca, Dương Diệp vừa thành huyền giả, nhưng lại lấy huyền giả lục phẩm đánh bại đoàn quân là huyền giả bát phẩm. Lúc này, bên trong mộc nhân hạc, một gã đệ tử ngoại môn trầm giọng nói với một tên nam tử mặc trường bào màu trắng. Nam tử áo bào trắng không ai khác là người xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng, Liễu Thanh Vũ được khen là thiên tài nổi bật nhất An Nam Thành, 17 tuổi đã là cường giả tiên thiên. Nghe được đệ tử ngoại môn này nói, Liễu Thanh Vũ nhướng mày, nói, phế vật kia đã là huyền giả rồi hả? Trước khi y đến kiếm tông, phụ thân y đã cùng y nói qua, nếu có cơ hội, lập tức xử lý Dương Diệp, nhưng sau khi y đến kiếm tông, Dương Diệp không phải là đệ tử ngoại môn, mà là một gã đệ tử tạp dịch. Hơn nữa còn là một tên đệ nhất phế vật, nên y mới không ra tay đối phó Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp không xứng để y ra tay, nhưng y không nghĩ tới, đối phương đã là huyền giả rồi. Đúng vậy, nhưng hắn vẫn chưa trở thành đệ tử ngoại môn, xử lý hắn ngay lúc này được không? Liễu Thanh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, trong mắt xẹt qua hàn quang, nói, đi, cùng ta đi gặp hắn. Thanh Phong Cốc, tiểu tạp dịch, cái giới chỉ này cho ngươi. Bên trong có một ít năng lượng thạch. Bên cạnh đầm nước, Bảo Nhi lấy ra giới chỉ của Phùng Vũ lúc trước nàng gạt được, cười nói. Nhìn thấy không gian giới chỉ, Dương Diệp nheo mắt, trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, Bảo Nhi, giới chỉ này quá chân quý, ta không thể nhận. Không gian giới chỉ, loại bảo vật này, nói không động tâm, đó là giả, nhưng đối với đạo đối nhân xử thế, Dương Diệp không muốn vượt quá giới hạn. Tiểu tạp dịch, ngươi nói cái gì chứ? Bảo Nhi sẽ mất hứng. Bảo Nhi trợn mắt nhìn Dương Diệp,
nói, một cái giới chỉ mà thôi, cũng không là gì, hơn nữa, nếu không có ngươi, Bảo Nhi cũng không thể có nhiều đồ như vậy. Nếu ngươi cự tuyệt nữa, Bảo Nhi sẽ vứt đi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, không tiếp tục cự tuyệt, nhận lấy giới chỉ trong tay Bảo Nhi, xong nghĩ tới điều gì, vội lấy ra từ trong ngực tấm cường lực phù bản thân chế tạo được, sau đó đưa cho Bảo Nhi, nói, Bảo Nhi, đây là cường lực phù do ta chế tạo, phẩm chất thượng phẩm, tặng cho ngươi. Ừ, thấy Dương Diệp nhận lấy giới chỉ, Bảo Nhi gật đầu cười, đột nhiên, hai mắt nàng trợn to, nói, ngươi nói ngươi đã chế tạo ra một tấm cường lực phù, còn là thượng phẩm. Đúng vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Bảo Nhi nghi ngờ nhìn Dương Diệp, nói tiểu tạp dịch, Bảo Nhi không thích ai lừa gạt Bảo Nhi. Dương Diệp đảo mắt, nói có lừa ngươi hay không, ngươi nhìn một chút sẽ biết. Nghe vậy, Bảo Nhi tiếp nhận cường lực phù trong tay Dương Diệp, khi thấy ngọn lửa vàng nhạt cực kỳ sống động kia, Bảo Nhi nhất thời ngây dại, sau khi ngây người một lúc lâu, lẩm bẩm nói, không thể nào, đúng là thượng phẩm, không thể nào. Thấy Bảo Nhi như người mất hồn, Dương Diệp nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Đúng hay không đúng? Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, kìm nén kích động trong lòng, nói, ngươi nói ngươi dùng thời gian nửa tháng chế tạo ra tấm phù này. Đúng vậy, Dương Diệp gật đầu, nói, ban đầu ta thất bại rất nhiều, tài liệu chế tạo ngươi cho ta đều lãng phí hết. Nói đến đây, Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Bảo Nhi cổ quái nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ, ra ra gạt ta. Lúc trước Bảo Nhi dùng 3 tháng để chế tạo ra một tấm bùa, không những thế còn là trung phẩm, vậy mà Gia Gia đã nói ta là thiên tài, nhất định là gạt ta, hừ, chờ ngươi trở về, xem ta nhổ sạch rear map của ngươi. Sao vậy, ta quá ngu ngốc sao? Thấy Bảo Nhi không nói lời nào, Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Bảo Nhi càng trở nên cổ quái, một lát sau, sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn Dương Diệp, gật đầu, nói. Nửa tháng chỉ có thể chế tạo ra một tấm phù, xét về thiên phú, thật giống như, đúng, kém hơn Bảo Nhi một chút. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao đỏ lên. Nghe Bảo Nhi nói, Dương Diệp thở dài một hơi, nói, như vậy thì tốt, được rồi, Bảo Nhi, ta chưa biết phù lục thuộc tính khác, người dạy cho ta, được không? Việc này sao? Bảo Nhi giả vờ đắn đo, khi thấy thần sắc Dương Diệp khẩn trương, vội vàng nói, trừ phi ngươi chấp nhận một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Dương Diệp có chút hưng phấn, nếu như hắn có thể trở thành phù văn sư, tương lai sau này của hắn sẽ cực kỳ rộng mở. Ta thay gia gia của ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ là đệ tử của gia gia ta, đúng, cũng chính là sư đệ của ta, như thế nào? Bảo Nhi nhìn Dương Diệp, hai mắt linh động lóe sáng khác thường. Làm sư đệ của ngươi? Dương Diệp nhất thời sững sờ. Thế nào, không muốn hả? Bảo Nhi có chút mất hứng nói. Dương Diệp vội vã lắc đầu, nói, không phải, đạt giả vi tiên, làm sư đệ Bảo Nhi thì ta đồng ý. Chỉ là, Bảo Nhi, gia gia của ngươi đồng ý nhận ta làm đồ đệ sao? Đến lúc đó nếu như hắn không chịu, ta, đúng vậy, hắn vẫn có chút lo lắng, phải biết rằng, người phù văn sư nào cũng đều mạnh mẽ, nếu lúc đó gia gia của Bảo Nhi gai mắt hắn, chẳng phải thật xấu hổ sao? Nghe vậy, trên mặt Bảo Nhi khôi phục hứng thú, cười nói. Không cần quan tâm đến hắn, ta đồng ý là được. Được rồi, bây giờ ngươi chính là sư đệ của Bảo Nhi, sư tỷ sẽ giúp đỡ ngươi. Thời gian trễ rồi, chờ có thời gian, ta sẽ đến tìm ngươi, mấy ngày tới ngươi hãy nghiên cứu các thuộc tính của phù lục một chút, đây là nhiệm vụ, lần sau ta tới, ta sẽ kiểm tra ngươi, rõ chưa? Dương Diệp nào dám lắc đầu, lập tức vội vàng gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, Bảo Nhi hài lòng, nói, sắc trời không còn sớm. Ta đi, ta sẽ nghiên cứu tấm cường lực phù này trước, không, là kiểm tra một chút, không cần tiễn ta. Nói xong, Bảo Nhi chạy về Thanh Phong Cốc, lúc xoay người, khuôn mặt nghiêm túc nở ra nụ cười, thầm nghĩ, nhặt được bảo bối, ha ha, đó là Bảo Nhi phát hiện, trở thành sư đệ của Bảo Nhi, hì hì. Nhìn thấy bộ dạng Bảo Nhi, Dương Diệp thấy giống như có gì đó không đúng, Bảo Nhi cùng tiểu giao lớn lên có phần giống nhau, nhưng tính cách hơi tinh quái. Vừa rồi khẳng định giấu hắn thứ gì đó. Quên đi, nàng tất nhiên không có ác ý với ta. Dương Diệp cười cười lắc đầu, không suy nghĩ tới Bảo Nhi nữa, hai mắt rơi vào giới chỉ Bảo Nhi cho hắn, nhìn không gian giới chỉ trong tay, tâm tình Dương Diệp thoáng kích động, đó là không gian giới chỉ, thành chủ An Nam thành cũng chưa chắc có được.
Ngắm nghía xong, Dương Diệp dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong giới chỉ, lúc nhìn thấy không gian bên trong, Dương Diệp chợt giật mình, không gian bên trong này không hề nhỏ, khoảng 20 mấy trượng, không chỉ như thế, trong giới chỉ còn có khá nhiều năng lượng thạch nhiều như vậy, ít nhất cũng hơn 10 vạn. Nghĩ đến lời nói Bảo Nhi lúc trước, khóe miệng Dương Diệp co giật, ban nãy Bảo Nhi nói bên trong chỉ có một ít năng lượng thạch, hắn tưởng chỉ có mấy trăm viên, nhưng hắn không nghĩ tới, lại là mấy trăm ngàn. Nợ một nhân tình lớn rồi, nhìn đống năng lượng thạch, Dương Diệp cười cười lắc đầu, lần này hắn mới biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Đeo chiếc nhẫn lên tay, Dương Diệp thu hồi ý nghĩ, lấy ra hoàng giai thượng phẩm huyền thiết kiếm của Phùng Vũ trưởng lão đưa cho hắn, huyền thiết kiếm dài 1m6, rộng cỡ 2 ngón tay, thân kiếm tản ra hàn mang lạnh lùng, vô cùng sắc bén, tay vừa vung lên, trường kiếm nhất thời xuất hiện một tiếng kiếm minh nho nhỏ. Kiếm tốt! Nhìn huyền thiết kiếm trong tay, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ vui mừng, thấp giọng nói, ban đầu còn nghĩ sau khi trở thành đệ tử ngoại môn sẽ đi kiếm các chọn kiếm, không ngờ Phùng Vũ lại tặng cho mình một thanh kiếm, lại là hoàng giai thượng thẩm, rốt cuộc bây giờ không cần dùng cành cây luyện kiếm pháp nữa rồi. 28 ngày sau chính là 2 năm một lần kiếm tông tổ chức khảo hạch đệ tử ngoại môn, bằng vào thực lực của ta bây giờ hẳn là không khó để vượt qua, nhưng muốn đứng hạng thứ 10, như vậy vẫn chưa đủ, ta phải tranh thủ nâng cao thực lực. Nhìn trường kiếm trong tay, Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Đạt giả vi tiên, ý nói ai học vấn cao hơn thì làm thầy. Kiếm tông khảo hạch đệ tử ngoại môn, ở Kinh Châu cũng xem như là long trọng, Đại Tần đế quốc có Cửu Châu, mỗi châu có mấy vạn thành trì, mà kiếm tông thuộc về phạm vi Kinh Châu. Lúc đó, những thế gia đệ tử bên ngoài kiếm tông, tán tu đều tham dự, trong đó thiên tài vô số, muốn đạt top 10 từ số lượng ấy, có thể tưởng tượng ra độ khó như thế nào. Tuy rất khó đạt được top 10, thế nhưng phần thưởng không hề ít, không chỉ đan dược, phù lục, huyền bảo đều có trong ban thưởng, hơn nữa còn có cơ hội trở thành trọng điểm bồi dưỡng của kiếm tông, có tài nguyên tu luyện nhiều hơn so với người khác. Mặc dù thiên phú quan trọng, nhưng tài nguyên tu luyện lại càng quan trọng hơn, cho dù ngươi là thiên tài, mà ngươi không có tông môn tiêu hao bồi dưỡng, như thế cũng sẽ luân lạc trở thành phế vật. Mục tiêu của Dương Diệp là nằm trong top 10, ngoại trừ vì mình cùng thiên trưởng lão hứa hẹn, còn vì đạt được tông môn coi trọng, Liễu Thanh Vũ đã là cường giả trên ngoại môn bảng, nhất định đã được tông môn xem trọng, nếu như hắn không được tông môn coi trọng, vượt qua Liễu Thanh Vũ, còn nói gì đến việc trả thù Liễu gia. Nghĩ đến Liễu gia, còn có Liễu Thanh Vũ, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia hàn quang, gia tộc này, bất kể thế nào hắn đều muốn đối phương phải trả giá đắt. Áp chế sát ý trong lòng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó trở lại luyện võ trường, chuẩn bị đi hỏi thăm thiên trưởng lão một chút chuyện trong nhà. Lúc này hắn lo lắng nhất, là muội muội cùng mẫu thân ở An Nam ra sao. Phế vật, đứng lại. Vừa đi tới luyện võ trường, Dương Diệp đã bị người gọi lại. Nghe được âm thanh này, lông mày Dương Diệp nhíu một cái, xoay người nhìn lại, khi thấy hình dáng đối phương, sâu trong mắt Dương Diệp hiện lên một vòng sát ý lạnh lẽo. Gọi hắn là một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, thanh bào phiêu phiêu, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười âm ngoan. Bên cạnh nam tử hai bên trái phải, là hai gã nam tử áo bào xanh, hai người đều là đệ tử ngoại môn. Dương Diệp chưa thấy qua nam tử trước mắt này, nhưng mà hắn biết người này là ai. Y chắc chắn là Liễu Thanh Vũ. Hôm nay luyện võ trường có rất nhiều đệ tử ngoại môn đang tu luyện, khi thấy năm người này chặn đường Dương Diệp, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đi qua đây, tò mò nhìn Dương Diệp. Ta tên Liễu Thanh Vũ, thấy Dương Diệp ánh mắt bất thiện, khóe miệng Liễu Thanh Vũ cười âm hàn, nói, Dương Diệp, thật không nghĩ đến, ngươi lại trở thành huyền giả, còn vượt cấp phế đi đoàn quân, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Xôn xao. Nghe Liễu Thanh Vũ nói vậy, một mảnh đệ tử ngoại môn lập tức xôn xao, bỗng nhiên trở nên sùng bái nhìn Liễu Thanh Vũ. Là ngoại môn bảng xếp hạng thứ 29, Liễu Thanh Vũ, tại sao hắn không ở thất luyện phong tu luyện, tới đây làm gì? Cường giả ngoại môn bảng, vậy là hắn đã trở thành cường giả tiên thiên cảnh rồi. Ông trời ơi, cường giả tiên thiên, 16-17 tuổi tiên thiên, ngoại môn bảng thay đổi quá nhiều rồi, biến thái. Nghe nói hắn đã được một số trưởng lão nội môn để ý, được nội môn trưởng lão quan tâm, sau này đi vào nội môn, chính là tiền đồ vô lượng. Chấm chấm chấm. Nhìn ánh mắt sùng bái của đệ tử ngoại môn xung quanh, Liễu Thanh Vũ cực kỳ hưởng thụ,
vẻ ngạo mạn trên mặt lập tức dày đặc hơn nhiều. Nhìn Liễu Thanh Vũ trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, đạm mạc nói xong chưa? Không thể không nói, thái độ lạnh nhạt của Dương Diệp làm cho đối thủ cực kỳ khó chịu, Liễu Thanh Vũ cũng rất chán ghét, nhìn Dương Diệp không phản ứng nói, lại còn tỏ ra phong khinh vân đạm, hai mắt Liễu Thanh Vũ khẽ híp lại, giống như nghĩ tới điều gì, nở một nụ cười, nói, Dương Diệp, vốn là chúng ta có thể trở thành người thân, cha ta coi trọng mẹ ngươi, ca ca của ta coi trọng muội muội của ngươi, đấy là phúc khí của nhà ngươi, nhưng các ngươi không biết tốt. Dương Diệp bật cười một tiếng, cắt đứt lời nói Liễu Thanh Vũ, nói, Liễu Thanh Vũ, ta vừa ý mẹ ngươi, coi trọng toàn bộ đàn bà Liễu gia, để cho mẹ ngươi cùng tất cả đàn bà Liễu gia gả cho ta, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành người thân sao? Nghe Dương Diệp nói vậy, đệ tử ngoại môn xung quanh đều nheo mắt, trước mặt là cường giả xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng. Tuy không thể đánh nhau bên ngoài sinh tử đài, nhưng mà lá gan của Dương Diệp không phải hơi lớn rồi. Liễu Thanh Vũ sầm mặt lại, một cỗ khí thế bạo dũng ra ngoài thân thể, ngón tay hướng về phía Dương Diệp rạch một đường, một tia kiếm khí sắc bén cắt ngang không khí, mang theo âm thanh bén nhọn xé gió đi tới chỗ Dương Diệp. Y đương nhiên biết ngoài sinh tử đài, những nơi khác đều không được đối với đệ tử tông môn ra tay, thế nhưng quy tắc là dành cho kẻ yếu, y tin tưởng, dù y có giết chết Dương Diệp, tông môn cũng không làm gì y. Suy cho cùng, y đã là cường giả tiên thiên, mà Dương Diệp vẫn là một tên đệ tử tạp dịch. Tốc độ của kiếm khí rất nhanh, đệ tử ngoại môn xung quanh cơ hồ không thể nhìn thấy, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Thời điểm Liễu Thanh Vũ động thủ, Dương Diệp đã cảm giác được một cỗ khí cơ khóa chặt chính mình, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy mình không thể tránh thoát, chỉ có cách mạnh mẽ phá vỡ kiếm khí của đối phương, nhưng mà, tia kiếm khí này quá nhanh, hắn không cách nào phản ứng kịp. Đây chính là thực lực của cường giả tiên thiên sao, cảm nhận được một khí tức tử vong bao phủ chính mình, trong lòng Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, thiên trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, thiên trưởng lão vung ống tay áo lên, một luồng kình phong bay ra, một tiếng ầm vang lên, tia kiếm khí của Liễu Thanh Vũ lập tức tiêu tán vào không trung. Liễu Thanh Vũ, tông môn có quy định, ngoài sinh tử đài, những nơi khác không được đối với tông môn đệ tử ra tay, ngươi không nhớ sao? Thiên trưởng lão nhìn Liễu Thanh Vũ, âm thanh có chút tức giận. Dương Diệp là ngũ hành huyền khí, ông tuyệt đối không để Dương Diệp chết tại đây. Nhìn thấy thiên trưởng lão, trong mắt Liễu Thanh Vũ lóe lên, áp chế sát ý trong lòng, hướng về phía thiên trưởng lão ôm quyền, nói, thì ra là thiên trưởng lão, Dương Diệp vũ nhục người nhà của ta chỉ dạy dỗ hắn một chút, không có ý gì khác. Đối với lão nhân trước mặt, mặc dù y tức giận, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, dù gì lúc này y vẫn là đệ tử ngoại môn, vẫn bị trưởng lão ngoại môn quản lý. Thiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không xử phạt Liễu Thanh Vũ. Liễu Thanh Vũ mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng thiên phú cũng coi là nổi bật ở ngoại môn. Hơn nữa một ít trưởng lão nội môn đã chú ý tới y, chút chuyện này, hắn không thể xử phạt được. Nếu không có chuyện gì, vậy Thanh Vũ xin cáo từ. Liễu Thanh Vũ hướng về phía thiên trưởng lão ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà, lúc này Dương Diệp lên tiếng. Chờ đã. Liễu Thanh Vũ xoay người nhìn Dương Diệp, khóe miệng đầy vẻ khinh thường, nói thế nào. Thiên trưởng lão nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lại nhìn thấy Dương Diệp đi tới trước mặt y, chỉ vào Liễu Thanh Vũ, nói, Liễu Thanh Vũ, ta biết ngươi muốn giết ta cho ngươi cơ hội này, sau 3 tháng, chúng ta quyết đấu trên sinh tử đài, ngươi có dám không? Đi vào con đường võ đạo, vậy thì phải dũng mãnh đi tới, một đường vượt mọi chông gai, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không có đường lui, Dương Diệp cũng không muốn cho mình đường lui, hắn muốn ép mình một lần. Nghe Dương Diệp nói vậy, đệ tử ngoại môn bên cạnh há to miệng, đủ nhét vào một quả trứng gà. Đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn đã làm cho cả ngoại môn kinh hãi, mà bây giờ, tên đệ tử tạp dịch này còn muốn khiêu chiến cao thủ xếp hạng 29 ngoại môn bảng, còn là tiên thiên cảnh, Liễu Thanh Vũ, tên đệ tử tạp dịch này muốn nghịch thiên hay sao? Ha ha, Liễu Thanh Vũ sau khi bình tĩnh lại, lập tức cười rộ lên, nhìn thấy thiên trưởng lão chuẩn bị nói, vội vàng nói, được. Ta đáp ứng ngươi, 3 tháng sau quyết đấu trên sinh tử đài, mong đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, cười to vài tiếng, tựa hồ sợ thiên trưởng lão ngăn cản, nhanh chóng mang người rời đi. Thấy Liễu Thanh Vũ rời đi, thiên trưởng lão hít một hơi, nói, Dương Diệp, vừa rồi ngươi quá xung động, bây giờ ngươi là huyền giả lục phẩm,
cùng cường giả tiên thiên chênh lệch rất lớn, thực sự rất lớn. Dương Diệp trầm giọng nói, thiên trưởng lão, ta biết, ta chỉ là tìm đường sống trong chỗ chết. Vừa rồi y đã muốn giết ta, lần này có thiên trưởng lão ở đây, thế nhưng những lần sau thì sao? Nếu không có thiên trưởng lão, hắn trực tiếp giết ta, tông môn sẽ xử phạt hắn sao? Tất nhiên là không, bây giờ ta cùng hắn lập ước hẹn 3 tháng, hắn sẽ không ra tay với ta trong 3 tháng này, nếu như vậy, ta còn cơ hội. Nghe vậy, thiên trưởng lão giật giật môi, nhưng vẫn không nói gì, hắn thế nào không hiểu được đạo lý này. Thế nhưng trong 3 tháng tử huyền giả lục phẩm vượt qua tiên thiên, điều này không có khả năng, cho dù Dương Diệp là ngũ hành huyền khí, như vậy cũng không có khả năng, 3 tháng, thời gian thực sự quá ngắn. Trầm mặc một lát, thiên trưởng lão vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, nói, Dương tiểu tử, ban đầu ta còn muốn công bố ngươi là ngũ hành huyền khí, nhưng xem ra bây giờ không thể. Nếu như công bố ngươi là ngũ hành huyền khí, vậy thì Liễu Thanh Vũ tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội vùng lên, lúc này, ngươi chỉ có thể nỗ lực đến lúc ngươi có thực lực đối kháng y, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước có thể hắn không có cơ hội, nhưng bây giờ thì khác, hắn có vòng xoáy nhỏ. Còn có năng lượng thạch cùng hộ mạch đan của Bảo Nhi và trưởng lão ngoại môn đưa tặng, hắn có vốn liếng liều mạng, lần này, không chỉ vì mẫu thân và muội muội, còn vì chính hắn. Liều mạng thì có cơ hội, không liều mạng, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho nên hắn chủ động lập ước hẹn sinh tử đài, không chừa cho mình một con đường lui. Ngươi yên tâm tu luyện, ta đã đi qua An Nam Thành, ta đã cảnh cáo Liễu gia, tạm thời bọn họ sẽ không tìm người nhà ngươi gây sự. Muội muội cùng mẫu thân của ngươi đều rất tốt, có điều hai người họ nhớ ngươi nhiều. Thiên trưởng lão nói. Muội muội, mẫu thân. Nghe thấy hai từ, khuôn mặt Dương Diệp vốn kiên nghị lại lộ ra nụ cười hiền hòa. Hai người này là niềm tin của hắn, là động lực của hắn, vì hai người này, cho dù gian khổ ra sao hắn cũng không sợ. Từ biệt thiên trưởng lão, Dương Diệp bước nhanh về phía Thanh Phong Cốc, lúc này, hắn rất cần thực lực. Chú ý, chú ý. 3 tháng sau đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn Liễu Thanh Vũ xếp hạng thứ 19 trên ngoại môn bảng, 3 tháng sau mọi người nhớ tới sinh tử đài xem. Đệ tử tạp dịch khiêu chiến cường giả trên ngoại môn bảng. Đầu ngươi bị cửa, ngươi đừng nói là đệ tử tạp dịch khiêu chiến vượt cấp giết đoàn quân kia nhé. Tất nhiên là hắn rồi, trừ hắn ra còn có đệ tử tạp dịch nào châu bò như vậy sao? Đệ tử tạp dịch kia thật CMN châu bò, đầu tiên là khiêu chiến đệ tử ngoại môn. Bây giờ lại khiêu chiến cường giả trên ngoại môn bảng, tuy rằng đây là hắn đang tìm chết nhưng can đảm này cũng khiến người ta không phục không được. Không tới một hồi, chuyện Dương Diệp khiêu chiến đệ tử ngoại môn truyền khắp ngoại môn, thậm chí một số cường giả trên ngoại môn bảng tu luyện trên thất luyện phong cũng biết. Lục phẩm huyền giả khiêu chiến tiên thiên cảnh, thật sự không biết sợ là gì. Một cường giả trên ngoại môn bảng nghe được tin Dương Diệp khiêu chiến Liễu Thanh Vũ nói. Mặc dù Liễu Thanh Vũ không có gì đặc biệt, nhưng cũng không phải một lục phẩm huyền giả phàm nhân cảnh có thể khiêu chiến được, đã lâu không có rời khỏi thất luyện phong, bây giờ đệ tử tạp dịch ở ngoại môn ngông cuồng như vậy sao? Lục phẩm huyền giả khiêu chiến tiên thiên cảnh, có ý tứ. Bất kể là ngoại môn phong hay là thất luyện phong, lúc này đều đang dồn hết về chuyện Dương Diệp khiêu chiến tiên thiên cảnh. Giờ khắc này danh tiếng của Dương Diệp thật sự truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Thanh Phong Cốc. Sau khi đi tới Thanh Phong Cốc, Dương Diệp lấy ra hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ, phân linh kiếm pháp mà trưởng lão đưa cho, xem kỹ nó. Bây giờ hắn cần tăng thực lực lên gấp. Phân linh kiếm pháp, hoàng giai cao cấp, do tiền bối kiếm tông sáng chế, có 10 tầng, mỗi một tầng có thể phát một đạo kiếm khí, luyện đến đại thành có thể phân thành 10 đạo kiếm khí. 10 đạo kiếm khí phát ra cùng một lúc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thấy giới thiệu về phân linh kiếm pháp. Dương Diệp âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước quyết chiến sinh tử đài với đoàn quân may mà đối phương mới học được nhất trọng, nếu gã học được thêm mấy trọng thì hắn đã có thể gặp nguy hiểm rồi. Tiếp tục nhìn xuống, sắc mặt Dương Diệp càng lúc càng ngưng trọng, phân linh kiếm pháp rất mạnh, thậm chí có thể nói có chút kinh khủng, nếu như trực tiếp phát ra 10 đạo kiếm khí thì cũng chưa có gì, thế nhưng phân linh kiếm pháp có thể phân linh, cũng chính là có thể khiến cho kiếm khí công kích ở các phương vị khác nhau. Thay đổi phương hướng chuyển động của kiếm khí. Nghĩ đến 10 đạo kiếm khí công kích địch nhân đủ mọi phương vị, Dương Diệp không khỏi có chút kích động, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì muốn thay đổi phương hướng chuyển động của kiếm khí thì cực kỳ khó khăn, cần
cần đạt được trình độ khống chế huyền khí cực kỳ kinh người, loại trình độ này cho dù là một số trưởng lão ngoại môn cũng chưa đạt tới được. Hít sâu một hơi, Dương Diệp cất quyển trục đi, cầm trường kiếm dựa theo phương thức chuyển động của phân linh kiếm pháp từ từ tập luyện. Bất kể là vì muội muội và mẫu thân, hay là vì chính hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì tại thế giới lấy thực vi tôn này, không có thực lực thì lời nói không có trọng lượng, không có tôn nghiêm, giống như trước đó, thực lực của Liễu Thanh Vũ cao hơn hắn, có thể tùy ý ra tay giết hắn mà không cần quan tâm quy tắc gì cả. Trên đời này, chỉ có thực lực mới là vương đạo, trước kia ở An Nam Thành hắn cũng hiểu đạo lý này, thế nhưng sau khi đi tới Kiếm Tông thì hắn mới hiểu được rõ hơn nữa. Vài ngày kế tiếp, trừ ra ngoài ăn cơm ở phòng ăn, còn lại mỗi ngày Dương Diệp đều khổ luyện trong Thanh Phong Cốc, ngay cả khi ngủ cũng ngủ tại Thanh Phong Cốc luôn. Có hộ mạch đan trưởng lão ngoại môn đưa cùng năng lượng thạch bảo nhi tặng, hắn hoàn toàn có thể tu luyện mà không phải lo lắng gì. Suy suy, Dương Diệp đứng trên cự thạch, huyền thiết kiếm trong tay không ngừng vung lên, nếu có người đang ở đây nhất định sẽ thất kinh, bởi vì mỗi khi Dương Diệp vung huyền thiết kiếm không chỉ vang lên tiếng xé gió vang dội mà còn kèm theo mấy đạo kiếm ảnh nữa. Tiếng xé gió vang dội, vậy chứng tỏ lực lượng phải lớn như thế nào? Kiếm ảnh kèm theo, vậy tốc độ phải nhanh như thế nào mới hiện ra kiếm ảnh? Múa xong bộ kiếm pháp cơ bản, Dương Diệp chỉ trường kiếm xuống đất, hai mắt khép hờ, trên mặt không chút lo nghĩ, xếp bằng nhập định như cao tăng vậy. Khuôn mặt Dương Diệp hơi gầy ốm, ngũ quan thanh tú, phía trên là một mái tóc đen phiêu giật, mặc dù không thể nói là mỹ nam tử nhưng cũng không phải xin lỗi người nhìn. Lúc này Dương Diệp đang cố gắng khống chế huyền khí màu vàng nhạt ít ỏi trong cơ thể, đưa nó từ trong đan điền dẫn đến trên huyền thiết kiếm trong tay, thế nhưng những tia huyền khí trong cơ thể hắn giống như đứa trẻ không chịu nghe lời, cho dù Dương Diệp thôi động thế nào nó cũng không chịu di chuyển theo lộ tuyến vận hành phân linh kiếm pháp. Lại qua vài phút, lúc này trên trán Dương Diệp chậm rãi chảy xuống từng giọt mồ hôi hột, chảy qua làn mi, rồi chảy qua hai mắt đang nhắm chặt, cuối cùng chảy xuống bờ môi. Gió nhẹ thổi qua, lá cây trong rừng rung lên xào xạc, vài chiếc lá vàng chậm rãi từ trên không rơi xuống, mà thiếu niên trên cự thạch vẫn ngồi thẳng như trước, như một bức tượng điêu khắc. Qua khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên huyền thiết kiếm trong tay Dương Diệp thoáng hiện lên ánh kim nhàn nhạt, hơi run rẩy như thể đang sống vậy. Sau một lúc yên lặng, Dương Diệp mở nhanh hai mắt ra, trong mắt bắn ra từng trận hàn quang, Dương Diệp nắm lấy huyền thiết kiếm trong tay đi tới một cây đại thụ phía xa chém một nhát. Phân linh kiếm pháp, trong lòng thấp giọng nói một câu, bất ngờ một đạo kiếm khí màu vàng nhạt từ đỉnh huyền thiết kiếm lóe ra, xoẹt một tiếng, cây đại thụ trước mặt Dương Diệp cần mấy người ôm mới hết bị chém đứt, chỗ bị chém trơn mịn như gương. Dầm một tiếng, tán cây đổ xuống đất, bụi văng tung tóe. Dương Diệp nhìn tán cây đổ trên đất, trên khuôn mặt còn vẻ non nớt không giấu nổi kích động, trải qua suốt 6 ngày đêm ra sức tập luyện. Hắn không chỉ đề cao kiếm pháp cơ bản mà ngay cả phân linh kiếm pháp cũng luyện đến đệ nhất trọng rồi, điều này làm cho hắn sao không kích động chứ. Đột nhiên một cảm giác trống rỗng từ trong người Dương Diệp tràn ra, đó là do huyền khí bị khô kiệt. Xem ra sau này trừ phi gặp phải tình huống quan trọng, nếu không thì không thể tùy tiện dùng phân linh kiếm pháp được. Nhìn huyền thiết kiếm trong tay, Dương Diệp không khỏi cười khổ, phân linh kiếm pháp mạnh thì mạnh thật, nhưng tiêu hao huyền khí cũng quá kinh khủng. Như hắn bây giờ chỉ phát ra một đạo kiếm khí thì đã khô kiệt hết huyền khí trong người rồi. Dương Diệp lấy ra một viên năng lượng thạch hấp thu nó, huyền khí trong đó ảo ạt tiến vào cơ thể, trong nháy mắt liền bị vòng xoáy nhỏ thần bí kia hấp thu. Đột nhiên Dương Diệp nhíu mày, bởi vì vòng xoáy nhỏ kia lại không chia huyền khí màu vàng nhạt ra, trước kia đều có mà. Lại có vấn đề rồi sao? Nghĩ thế Dương Diệp không khỏi có chút sợ hãi, tinh thần chìm vào trong cơ thể. Nhưng mà lần này hắn lại không vào được trong vòng xoáy nhỏ nữa, trước kia hắn có thể dùng tinh thần lực xem xét bên trong vòng xoáy, thế nhưng bây giờ bên ngoài vòng xoáy nhỏ dường như có thứ gì ngăn hắn lại làm cho hắn không thấy được tình hình bên trong nó nữa. Thấy như vậy, cảm giác sợ hãi từ trong lòng Dương Diệp hoàn toàn tràn ra, hắn vội vã lấy ra hơn 10 viên năng lượng thạch hấp thu tiếp, nhưng mà vẫn cứ như trước vậy, huyền khí trong nháy mắt bị vòng xoáy nhỏ hấp thu nhưng năng lượng màu vàng nhạt vẫn không có chảy ra. Đại ca, ngươi lại giở trò gì nữa đây? Nhìn thấy vòng xoáy nhỏ chỉ lấy không cho, sắc mặt của Dương Diệp có chút khó coi, lẽ nào vòng xoáy nhỏ này lại muốn về lại như trước kia? Dương Diệp nhanh chóng phủ định suy nghĩ này của mình, hắn và vòng xoáy nhỏ là một,
nếu hắn không hấp thu được huyền khí thì vòng xoáy nhỏ này cũng không có huyền khí để mà hấp thu. Hai người bọn họ có thể nói là sướng thì cùng sướng mà khổ thì cùng khổ, hắn không tin vòng xoáy nhỏ này lại làm chuyện mổ gà lấy trứng. Yên lặng một hồi, Dương Diệp lại lấy ra năng lượng thạch hấp thu vào, hắn muốn nhìn xem vòng xoáy nhỏ này làm cái trò gì. Một khắc đồng hồ trôi qua, 200 viên năng lượng thạch chưa có gì, vòng xoáy nhỏ vẫn tiếp tục hấp thu. Nửa canh giờ trôi qua, 800 viên năng lượng thạch chưa có gì, vòng xoáy nhỏ vẫn cứ hấp thu như cũ, hơn nữa tốc độ hấp thu còn nhanh hơn. Cứ như vậy qua 3 canh giờ, vòng xoáy nhỏ vẫn cứ hấp thu, không chịu dừng lại và không có dấu hiệu cung cấp huyền khí màu vàng nhạt cho hắn, mà Dương Diệp lại giống như muốn đấu tới cùng với vòng xoáy nhỏ, từng viên năng lượng thạch không ngừng được mang ra, qua mấy canh giờ này đã bị hấp thu hết mấy nghìn viên rồi. Nhìn năng lượng thạch biến mất, trong lòng Dương Diệp cũng có chút đau lòng, may mà Bảo Nhi cho hắn tầm 100.000 viên, không thì đánh chết hắn cũng không cho vòng xoáy nhỏ hấp thu nhiều như vậy. Tiếp tục kéo dài như vậy, Dương Diệp ngồi từ sáng sớm đến khi trời tối, từng viên năng lượng thạch cứ biến mất không thấy nữa, nhưng mà vòng xoáy nhỏ cứ như một cái động không đáy, hơn vạn viên năng lượng thạch vẫn chưa thỏa mãn được nó. Nháy mắt Dương Diệp lại ngồi từ tối đến sáng mai, một ngày một đêm, 20.000 viên năng lượng thạch không thấy nữa. Nhìn những năng lượng thạch kia từng chút biến mất, Dương Diệp nhiều lần muốn dừng lại, thế nhưng hắn không thể, hắn phải hiểu rõ cái vòng xoáy nhỏ này, nếu không đừng nói 3 tháng sau quyết đấu sinh tử đài với Liễu Thanh Vũ, mà chính là hơn 20 ngày sau khảo hạch đệ tử ngoại môn hắn sẽ phải bị loại. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, năng lượng thạch Bảo Nhi cho hắn biến mất phân nửa, Dương Diệp lúc này đã chết lặng, hắn chơi liều tới cùng luôn, muốn đấu tới cùng với vòng xoáy nhỏ này. Một khắc nào đó của buổi trưa ngày thứ 3, Dương Diệp nắm năng lượng thạch trong tay, tinh thần chìm vào trong cơ thể, khi nhìn thấy đan điền trong cơ thể thì nhất thời hai mắt hắn trợn tròn lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệp mới đưa tinh thần vào trong cơ thể liền phát hiện vòng xoáy nhỏ lúc này đang truyền tới đan điền bình thường của hắn từng dòng huyền khí kim sắc, không sai, là huyền khí kim sắc, hoàn toàn là kim sắc, không phải loại màu vàng nhạt trước kia nữa. Những dòng huyền khí kim sắc kia như hoàng hà vỡ đê, từ trong vòng xoáy nhỏ điên cuồng tràn ra, sau đó chảy vào trong đan điền của hắn, rất nhanh đan điền bình thường đầy lên, thế nhưng vòng xoáy nhỏ vẫn chưa dừng lại, cứ không ngừng tuôn huyền khí kim sắc ra, những huyền khí kim sắc đó cuối cùng chen nhau chảy vào kinh mạch trên người hắn. Lúc này toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp đều tràn ngập huyền khí kim sắc. Làm cho Dương Diệp khiếp sợ chính là những huyền khí kim sắc này lại có thể liên tục không ngừng trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cứ kéo dài như vậy khoảng chừng một phút đồng hồ, vòng xoáy nhỏ mới từ từ dừng lại. Cảm nhận được vòng xoáy nhỏ dừng lại, Dương Diệp vội vã cởi hết y phục của mình ra, hắn vừa nhìn thì trở nên ngây người. Toàn thân hắn bây giờ hiện lên kim sắc nhàn nhạt, bàn tay khẽ sờ lên lồng ngực thì thấy nó cứng rắn như huyền thiết, yết hầu Dương Diệp giật giật. Thấp giọng nói, đại viên mãn luyện thể quyết sao? Luyện thể quyết là công pháp cơ bản của kiếm tông, tổng cộng có 7 tầng, bình thường không có ai luyện nó cả, cho dù có một ít người luyện nhưng từ sau khi trở thành huyền giả thì đều phải đổi một bộ công pháp mới, tu luyện đến tầng thứ 7 thì chỉ có Dương Diệp là người duy nhất. Nếu luyện thể quyết đạt tới tầng thứ 7, vậy ta chẳng phải là thất phẩm huyền giả rồi sao? Nghĩ như vậy, Dương Diệp vội vàng cảm nhận tình hình trong cơ thể, sau một lát mở hai mắt ra. Bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, nói, không ngờ được, ta lại có thể trực tiếp trở thành thất phẩm huyền giả. Trong lòng Dương Diệp lúc này đang rất kinh hãi, từ khi mình phát hiện vòng xoáy nhỏ tới nay không được một tháng, mình cũng không phải là huyền giả, bây giờ lại thành thất phẩm huyền giả rồi, đây còn là chuyện bình thường sao? Nghĩ vậy Dương Diệp trong lòng có chút bất an, lúc này hắn có ngu ngốc cũng biết vòng xoáy nhỏ kia chắc chắn không phải là đan điền bình thường, đặc biệt là huyền khí kim sắc kia. Không những đề cao lực lượng cho hắn, còn có thể khiến hắn thi triển kiếm kỹ mạnh hơn, hắn chưa thấy qua kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí, thế nhưng hắn dám khẳng định cái huyền khí kim thuộc tính kia tuyệt đối không có mạnh như huyền khí kim sắc này của hắn. Yên lặng một lát, Dương Diệp lại để tinh thần chìm vào trong cơ thể, khi thấy tình hình bề mặt của vòng xoáy nhỏ kia thì hai mắt hắn trợn lên, thấp giọng lẩm bẩm sao có thể được. Yết hầu giật giật, Dương Diệp áp chế kinh hãi trong lòng. Lại đưa tinh thần tiến vào trong vòng xoáy nhỏ trong cơ thể, lúc này không gian vòng xoáy đã trở nên lớn hơn, thật sự là trở nên lớn hơn, vốn vòng xoáy nhỏ chỉ lớn như đan điền bình thường của hắn,
thế nhưng không gian trong vòng xoáy nhỏ bây giờ cho dù chứa 40, 50 đại hán trung niên cũng được. Hơn nữa ở chính giữa vòng xoáy nhỏ còn có một vật giống như cái ao, ở trong đó chứa đầy huyền khí kim sắc. Nạp giới tạo không gian, Dương Diệp tất nhiên cũng biết, bởi vì trên tay hắn đang mang một cái. Thế nhưng trời ạ, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn cũng có thể tạo không gian sao? Đây là chuyện gì đây? Dương Diệp trừ kinh hãi còn có cả nghi hoặc, hắn rất muốn tìm ai đó hỏi một chút đây là chuyện gì, thế nhưng hắn không thể, hắn không ngu, nếu để cho người khác biết vòng xoáy nhỏ có thể chuyển hóa huyền khí, còn có thể tạo không gian thì nhất định sẽ đưa tới họa sát thân cho hắn. Thật lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn quyết định không quan tâm tới vòng xoáy nhỏ này nữa. Mặc kệ vòng xoáy nhỏ quỷ dị như thế nào, nghịch thiên như thế nào, dù sao lúc này vẫn đang ở trong cơ thể hắn, vẫn cần dựa vào hắn hấp thu huyền khí để lớn lên. Bây giờ hắn đã hiểu, vòng xoáy nhỏ biến lớn hẳn là do công lao của những năng lượng thạch kia. Hơn nữa cho dù như thế nào vòng xoáy nhỏ cũng không còn định ý lớn với hắn, thậm chí còn giúp hắn nâng cao thực lực, so với không ngừng suy đoán lai lịch của vòng xoáy nhỏ không bằng lợi dụng nó để nâng cao thực lực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình Dương Diệp bỗng nhiên thoải mái hơn, rồi như nghĩ tới gì đó, hắn cúi đầu nhìn cơ thể đang phát ra kim sắc nhàn nhạt, do dự một chút, Dương Diệp cầm lấy huyền thiết kiếm đâm vào ngực trái của mình. Keng! Huyền thiết kiếm đâm lên cơ thể giống như đâm vào miếng sắt vậy, nhất thời vang lên một tiếng kim loại va vào nhau rất nhỏ. Ha ha, cảm nhận được sự cứng rắn của cơ thể, Dương Diệp cười to lên, cười đến mức đắc ý, một lát sau mới thấp giọng nói. Không ngờ cơ thể trải qua huyền khí kim sắc tẩy rửa lại có thể mạnh như vậy, lực lượng cơ thể lúc này của ta chắc hẳn rất mạnh, thử một chút xem. Nghĩ là làm, Dương Diệp đi tới trước một cây đại thụ, loài cây này tên là thiết lựu thụ, vỏ ngoài xù xì, vô cùng cứng rắn. Bình thường đệ tử tạp dịch chặt củi thấy loại cây này đều trực tiếp bỏ qua, bởi vì nó quá cứng rắn chặt không sứt mẻ nổi. Nhìn cây thiết lựu cần mấy người mới ôm hết được này, Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải từ từ nắm chặt. Yên lặng trong chốc lát, Dương Diệp quát khẽ một tiếng, tay phải đánh một quyền lên thân cây. Bùm! Nắm đấm của Dương Diệp như lưỡi dao sắc bén đâm vào gỗ mục, toàn bộ nắm đấm của hắn chui vào trong thiết lựu thụ không chút trở ngại. Sau một lát, cánh tay phải của Dương Diệp chấn mạnh một cái, lực lượng trên nắm đấm phóng ra ngoài. Bùm! Thiết lựu thụ bị nổ tung trong nháy mắt, vô số vụn gỗ văng ra. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, nhìn thiết lựu thụ bị một đấm của mình nổ tung. Thấp giọng nói, không ngờ lực lượng của ta đã mạnh như thế, lực đấm này khẳng định không dưới 3.000 cân, nếu như ăn một tấm cường lực phù thì lực lượng của ta còn kinh khủng hơn cả huyền thú rồi. Nghĩ đến lực lượng của mình có thể so với huyền thú, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn nhớ tới một người, Liễu Thanh Vũ, người xếp hạng thứ 19 trên ngoại môn bảng. Mặc dù bây giờ đối phương còn không tìm tới hắn gây phiền phức, thế nhưng hắn biết đối phương nhất định sẽ đến, hơn nữa cho dù đối phương không tới, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương gây phiền phức. Hắn và Liễu gia tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Lấy thực lực bây giờ của ta muốn đánh bại Liễu Thanh Vũ trên ngoại môn bảng hẳn còn chút khó khăn, xem ra phải đi thập vạn đại sơn lịch luyện sinh tử mới được. Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói, thực lực bây giờ của hắn đã mạnh lên rất nhiều, thế nhưng đối với những thiên tài trên ngoại môn bảng thì vẫn còn kém một chút. Bởi vì người trên ngoại môn bảng đều có chút yêu nghiệt, ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng không hơn được. Đi thập vạn đại sơn, Dương Diệp nắm chặt hai tay, lần này hắn quyết định rồi. Chỉ có trong lịch luyện sinh tử hắn mới có thể trở nên mạnh hơn, cho dù là 20 mấy ngày sau khảo hạch đệ tử ngoại môn, hay là áp lực từ Liễu gia, hắn đều phải cần có thực lực C mạnh mẽ mới được. Thập vạn đại sơn có thể nói là cấm địa của loài người, bởi vì đó là địa bàn của huyền thú. Huyền thú cường đại trong đó nhiều vô kể, con người đi vào nhất định sẽ không có ra nữa. Đương nhiên đó chỉ là ở sâu trong thập vạn đại sơn mà thôi, còn bên ngoài thì vẫn có rất nhiều con người, trong đó có dòng binh, có tán tu tầm bảo, còn có đệ tử của nhiều tông môn khác, trong đó nhiều nhất là đệ tử kiếm tông, bởi vì kiếm tông cách thập vạn đại sơn gần nhất. Kiếm tông luôn ủng hộ đệ tử đi vào thập vạn đại sơn lịch luyện, dù sao chỉ có trải qua chiến đấu sinh tử thì mới có thể trở thành cường giả. Thế nhưng suy nghĩ tới độ nguy hiểm của thập vạn đại sơn nên kiếm tông cũng có quy định, chỉ có cường giả cửu phẩm huyền giả trở lên mới có thể đi lịch luyện trong đó, hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ trong thập vạn đại sơn. Quy định này tất nhiên đối với Dương Diệp thì không có ràng buộc gì cả,
bởi vì hắn bây giờ vẫn chưa phải là đệ tử kiếm tông. Ngày kế tiếp, Dương Diệp chế tạo 5 cái cường lực phù, 5 cái đều là thượng phẩm, điều này làm cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngày thứ 2, trời tờ mờ sáng, Dương Diệp bắt đầu xuất phát. Trải qua đi đường suốt một buổi sáng, Dương Diệp rốt cục đi tới bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ở đây đứng lẻ tẻ rất nhiều đoàn đội nhỏ, những đoàn đội này chính là dòng binh chuyên môn đi vào Thập Vạn Đại Sơn săn giết huyền thú về bán. Nhìn những người đó một cái, Dương Diệp thu hồi ánh mắt chuyển về mảnh rừng rậm cách đó không xa, nhìn mảnh rừng rậm kia sắc mặt Dương Diệp thoáng có chút ngưng trọng, nói, nơi này chắc là Vạn Xà Lâm. Tiến vào Vạn Xà Lâm chẳng khác nào chính thức tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi vào Thập Vạn Đại Sơn hả? Khi Dương Diệp đang quan sát thì một đại hán thô kệch đi tới bên cạnh hắn, hỏi. Dương Diệp quay đầu, thấy một đại hán thô kệch đang nhìn hắn cười, y nhìn khoảng chừng 30 tuổi, mắt to lông mày rậm, da ngăm đen, cuối cùng ánh Dương Diệp rơi lên trên vai của y, trên vai đang vác một thanh đao rất lớn, nặng ít nhất mấy trăm cân. Dừng lại trên vai đại hán, Dương Diệp khẽ gật gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, đại hán thô kệch cười to nói, tiểu huynh đệ hẳn là đi một mình, nếu vậy chi bằng đi theo chúng ta. Đoàn đội chúng ta vừa đúng còn thiếu một người, thế nào hả? Nói xong chỉ vào vài người cách đó không xa. Nhìn theo ngón tay đại hán, Dương Diệp nhìn những người đối diện kia, do dự một lát rồi gật đầu. Hắn vừa mới tới, đối với Thập Vạn Đại Sơn chưa quen thuộc. Đi cùng những dòng binh này tìm hiểu một chút đã, nhất định là không có hại gì. Đi trong Vạn Xà Lâm một hồi lâu, ánh sáng trong rừng càng lúc càng mờ, Dương Diệp cẩn thận đánh giá xung quanh, cổ thụ che trời, mọc thẳng cao vút, cành lá đan xen vào nhau kín không có kẽ hở, chỉ có vài chỗ hơi thưa mới có thể thấy được vài tia sáng xuyên qua thôi. Trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng có mấy con rắn nhỏ từ trên ngọn cây đánh lén bọn họ, có điều những con rắn nhỏ này không tạo thành phiền toái gì cả. Mọi người đều cực kỳ dễ dàng giải quyết hết. Trong lúc đó thì Dương Diệp lại không có xuất thủ, bởi vì Thanh Hồng vẫn đi bên cạnh hắn, một khi có con rắn nào đột nhiên đánh lén thì nàng đều tự mình giải quyết, Dương Diệp căn bản không có cơ hội xuất thủ, cũng bởi vì như vậy mà trong khoảng thời gian này Dương Diệp bị Tu Viễn châm chọc không ít. Dương Diệp đi cùng đội ngũ này mấy canh giờ, hiểu được thêm đôi chút về thực lực của đệ tử các tông môn và các tán tu, thực lực của tán tu so với đệ tử tông môn thì chênh lệch khá lớn. Bởi vì đệ tử tông môn có tài nguyên để tu luyện, có kiếm kỹ, có huyền bảo, mà tán tu, ví dụ như 4 người trước mắt, trong 4 người trừ vũ khí của Tu Viễn là hoàng giai hạ phẩm, còn lại của mọi người đều không có phẩm bậc gì cả, hơn nữa 4 người không có những thứ gì như huyền kỹ, đại thể đều dựa vào sức lực mà chém giết. Về phần châm chọc và khinh bỉ của Tu Viễn thì Dương Diệp hoàn toàn không thèm để ý, đối phương mặc dù là cửu phẩm huyền giả nhưng hắn không để vào mắt. Dương Diệp đoán có lẽ đoàn quân đã bị hắn giết cũng có thể giải quyết Tu Viễn này. Chênh lệch giữa đệ tử tông môn và tán tu quả thật có chút lớn. Càng đi sâu vào trong Vạn Xà Lâm, những con rắn nhỏ nấp trên tàng cây càng nhiều, sau cùng gần như cứ đi hơn 10 thước là mọi người lại bị một vài loại rắn tập kích. Xoẹt! Chủy thủ trong tay Thanh Hồng xẹt qua đầu Dương Diệp, một con rắn nhỏ nhất thời hóa thành 2 mảnh rơi trên mặt đất. Một đao chém chết con rắn nhỏ. Thanh Hồng vỗ đầu Dương Diệp nói, không phải nói rồi sao, phải đi sau lưng ta ấy. Mấy con rắn nhỏ này tuy phẩm cấp không cao nhưng đều có kịch độc, nếu như bị cắn chúng thì rất phiền phức đấy. Dương Diệp nghe thế liền sờ sờ mũi, cảm thấy có chút buồn cười, hắn cho dù đứng cho con rắn nhỏ này cắn thì nó cũng cắn không nổi. Chẳng qua đối với sự quan tâm của nàng Dương Diệp vẫn có chút cảm động, bèo nước gặp nhau, cô gái trước mắt này lại chiếu cố cho hắn nhiều lần. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút ấm áp. Dầm. Đúng lúc này một con đại mãng có 2 cánh lớn đột nhiên rơi xuống phía trước mặt 5 người không xa, hình thể con đại mãng so với cự mãng vương trước kia còn lớn hơn, toàn thân ngăm đen, lớp vảy trên ngừa như từng khối huyền thiết, hơn nữa đại mãng còn có một đôi cánh dài đen kịt. Đại mãng này cũng không có công kích mấy người Dương Diệp, mà ngăn ở phía trước hướng họ định đi tới, 2 con mắt to nhìn chằm chằm vào họ, hung quang tỏa ra tứ phía. Đây là lưỡng rực xà, bát phẩm huyền thú, mọi người cẩn thận. Thấy lưỡng rực xà đột nhiên xuất hiện, Man Tử dẫn đầu đội bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể, sắc mặt ngưng trọng, lập tức cảnh báo mọi người. Cùng lúc đó Tu Viễn và Nam Tử gọi là Tiểu Hắc kia cũng vội vàng chia nhau đứng sang 2 bên, vẻ mặt đề phòng nhìn lưỡng rực xà đang cản bọn họ lại.
Thanh Hồng ở bên cạnh Dương Diệp cũng vội vàng lấy trường cung của nàng ra, lắp huyền thiết tiễn, nhắm vào Lưỡng Dực Xà ở phía xa. Man tử, giết nó đi, nội đan của Lưỡng Dực Xà ít nhất cũng bán được 5.000 kim tệ, còn có da của nó cũng phải 1.000 kim tệ, sao đây? Tu Viễn ở một bên lộ ra vẻ tham lam, trầm giọng hỏi. Nghe vậy trong mắt Man tử cũng lóe lên vẻ ham muốn, do dự một chút rồi gật đầu, nói, ba người chúng ta từ ba phía vây giết nó, Thanh Hồng bắn tên trợ giúp, sát. Nói xong Man tử cùng Tiểu Hắc và Tu Viễn ba người đi về phía Lưỡng Dực Xà, loại huyền thú lạc đàn này bọn họ yêu thích nhất. Thanh Hồng ở bên cạnh Dương Diệp thì nhìn chằm chằm vào Lưỡng Dực Xà, tên trong tay vẫn chưa bắn ra, nàng đang chờ cơ hội, chờ một cơ hội chí mạng, không thì tên của nàng phá phòng ngự của huyền thú không nổi. Mục tiêu của bốn người vốn là những loại huyền thú lục phẩm, thất phẩm, bởi vì những huyền thú cấp bậc đó bọn họ có thể giải quyết được, còn về phần bát phẩm thì bình thường nhìn thấy họ đều lập tức rút lui. Bởi vì phòng ngự của bát phẩm huyền thú thật sự rất mạnh mẽ, hơn nữa bình thường còn đi thành đàn với nhau. Thế nhưng bây giờ xuất hiện một bát phẩm huyền thú lạc đàn, mấy người họ liền động tâm. Nhìn thấy mấy người lao tới, Lưỡng Dực Xà hiển nhiên có chút tức giận, hai con ngươi màu xanh tỏa ra hung quang tứ phía. Hai cánh lớn vỗ mạnh xuống đất, nhất thời một cơn cuồng phong lao tới ba người Man tử. Cuồng phong lao tới, trong lòng ba người cả kinh, vội vàng bắt đầu vận chuyển huyền khí rót vào trong vũ khí của mình, sau đó chém tới cơn cuồng phong. Rất nhanh ba người phá tan được cơn cuồng phong này, tới gần Lưỡng Dực Xà, ba người hiển nhiên rất có kinh nghiệm, không ngạnh kháng với Lưỡng Dực Xà, không ngừng né tránh đuôi và dịch thể phun ra từ trong miệng của nó. Hơn nữa mỗi khi Lưỡng Dực Xà đánh tới một trong ba người thì một mũi tên mang theo huyền khí sẽ phóng tới, làm cho Lưỡng Dực Xà phải buông tha tấn công. Trong lúc nhất thời, bốn người và Lưỡng Dực Xà ngang sức với nhau. Nhìn bốn người đang chiến đấu, Dương Diệp âm thầm lắc đầu, bốn người phối hợp không sai, nhưng sức chiến đấu lại hơi thấp. Ba người đánh nhau với Lưỡng Dực Xà nhìn giống như đang chiếm thượng phong, nhưng căn bản chưa gây được chút thương tổn nào cho nó. Mà nếu Lưỡng Dực Xà đánh trúng một người thì người này không chết cũng phải trọng thương. Mà một khi một người trong đó bị thương thì hai người còn lại cũng sẽ bị nguy hiểm. So sánh với ba người này, Dương Diệp mới phát hiện trước đây mình giết lục phẩm huyền thú thì ngưu bức cỡ nào, bởi vì hắn dùng nắm đấm công phá phòng thủ của huyền thú kia. Không được rồi, Lưỡng Dực Xà này quá mạnh, ba người chúng ta đánh không lại đâu. Nhìn trường kiếm của mình chém lên Lưỡng Dực Xà tóe ra vài tia lửa. Ánh mắt Tu Viễn lóe lên, trong lòng suy tính nói. Không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, ngay cả Tiểu Hắc và Man Tử bên cạnh cũng nghĩ thế, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng lấy thực lực bốn người là có thể giải quyết bát phẩm huyền thú này, thế nhưng giờ mới nhận ra ngay cả phòng ngự của Lưỡng Dực Xà bọn họ cũng không phá nổi. Xem ra dòng binh đoàn không ăn được chén cơm này rồi. Nhìn mấy người đang khổ chiến, Dương Diệp thấp giọng nói. Ngay khi hắn đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ thì đúng lúc này dị biến xảy ra, vốn Tu Viễn phụ trách bên phải thừa dịp Lưỡng Dực Xà công kích Man tử thì đột nhiên lùi về phía sau, tốc độ rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã rời khỏi vòng chiến đấu, sau đó xoay người nhảy mấy cái liền biến mất trong rừng. Vô sỉ! Nhìn thấy Tu Viễn đột nhiên bỏ đi, ba người nhất thời giận không nuốt trôi được, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Hồng tức đến đỏ bừng lên, định bắn một mũi tên về phía Tu Viễn. Nhưng nhìn Lưỡng Dực Xà đang tấn công Man tử đành phải bỏ ý nghĩ kia đi, từng mũi bắn tới nó. Nhìn Tu Viễn bỏ chạy, Dương Diệp âm thầm lắc đầu, vốn hắn còn tưởng đối phương chỉ là kiêu ngạo một chút, thế nhưng không ngờ đối phương lại sợ chết như vậy, trực tiếp vứt bỏ đồng đội để bỏ chạy sống sót. Tu Viễn đột nhiên bỏ đu, không có người áp chế một bên, hai người Man tử và Tiểu Hắc nhất thời bị tăng thêm áp lực, thế nhưng hai người vẫn không lùi bước. Bởi vì một người lùi đi thì người còn lại phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp, đệ mau chạy đi. Lúc này Thanh Hồng quay đầu hét lớn với Dương Diệp một tiếng, sau đó xoay người kéo dây cung, một mũi tên giải phóng tới Lưỡng Dực Xà. Nàng nhất định không thể bỏ đi, nếu như nàng vừa đi, không có nàng áp chế thì Man tử và Tiểu Hắc phải chết không thể nghi ngờ. Nghe thấy Thanh Hồng nói, trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, vào lúc này mà cô gái trước mắt còn suy nghĩ cho mình nữa. Nắm chặt huyền thiết kiếm trong tay, ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ thì dị biến lại xuất hiện, Thanh Hồng bắn ra một mũi tên mang theo tiếng xé gió, trực tiếp đâm vào mắt phải của Lưỡng Dực Xà. Suýt! Đau đớn kịch liệt làm cho Lưỡng Dực Xà trong nháy mắt điên cuồng lên, cơ thể to lớn điên cuồng lắc lư trên mặt đất, không quan tâm Man tử và Tiểu Hắc ở một bên nữa,
hai cánh lớn vỗ mạnh kèm theo một cơn cuồng phong dữ dội lao tới Thanh Hồng đang giơ cung bắn tên. Thấy Lưỡng Dực Xà trong nháy mắt lao tới mình, sắc mặt Thanh Hồng nhất thời trắng bệch, tốc độ của Lưỡng Dực Xà nhanh như thiểm điện, gần như chỉ trong vài hơi thở đã lao tới trước mặt Thanh Hồng, sau đó đầu rắn phình to ra, cái miệng rắn đỏ lòm cắn xuống Thanh Hồng. Không! Nhìn thấy Lưỡng Dực Xà cắn tới Thanh Hồng, Màn Tử ánh mắt kinh hãi muốn chết, cuồng loạn giống lên, sau đó như điên lao tới Lưỡng Dực Xà. Ngay khi Thanh Hồng đang thử người ra thì Dương Diệp thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt nàng, keng một tiếng, huyền thiết kiếm rời vỏ, chém mạnh tới Lưỡng Dực Xà đã gần ngay trước mắt, một đạo kiếm khí kim sắc từ đỉnh huyền thiết kiếm bắn ra, trong nháy mắt chém vào đầu của nó. Bùm! Lân phiến của Lưỡng Dực Xà vốn cứng rắn không gì sánh được lúc này giống như một khúc gỗ mục bị đạo kiếm khí kim sắc của Dương Diệp phá vỡ trong nháy mắt, cơ thể khổng lồ của nó phân thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất, làm bụi đất văng khắp nơi. Thấy một màn như vậy, Màn Tử và Tiểu Hắc đang xông tới dừng ngay tại chỗ, hai mắt ngơ ngác nhìn Lưỡng Dực Xà bát phẩm đã bị chém thành hai khúc, sau đó lại nhìn Dương Diệp đang cầm kiếm đứng đó, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần nổi. Thanh Hồng ở phía sau Dương Diệp phục hồi tinh thần lại đầu tiên, nhìn bóng lưng hơi gầy gò của Dương Diệp, trong đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng khác thường. Một màn vừa rồi thật là quá chấn động. Kỳ thực đừng nói ba người Thanh Hồng, ngay cả Dương Diệp cũng có chút kinh hãi, hắn biết huyền khí kim sắc của mình rất lợi hại, dù sao trước kia dùng huyền khí vàng nhạt kia đã có thể phá vỡ phòng ngự của lục phẩm huyền thú rồi, thế nhưng hắn không ngờ huyền khí kim sắc lại kinh khủng như thế. Một kiếm đã chém bát phẩm huyền thú Lưỡng Dực Xà thành hai nửa. Nghĩ sơ qua một chút, Dương Diệp đại khái cũng hiểu được. Huyền khí trong cơ thể sau khi biến dị thì uy lực tăng lên, đây là việc không thể chối cãi, thế nhưng một kiếm lúc nãy phân thây Lưỡng Dực Xà hẳn còn do công lao của phân linh kiếm pháp, còn nếu hắn dùng phương thức công kích bình thường thì cũng có thể phá vỡ phòng ngự của Lưỡng Dực Xà nhưng chắc chắn sẽ không khủng bố như vậy. Dương huynh đệ, ngươi là đệ tử kiếm tông hả? Lúc này hai người Màn Tử và Tiểu Hắc đi tới bên cạnh Dương Diệp, Màn Tử nhìn Dương Diệp cười khổ nói. Một màn vừa rồi quá chấn động, bốn người bọn họ là cửu phẩm huyền giả mà không phá nổi phòng ngự của Lưỡng Dực Xà, mà thất phẩm huyền giả trước mắt này lại chỉ dùng một kiếm đã chém nó thành hai nửa, không thể không nói điều này có chút đả kích người khác. Thu hồi huyền thiết kiếm, Dương Diệp lắc đầu, bình thản nói, ta không phải đệ tử kiếm tông, à, tạm thời chưa phải. Hắn không có cảm tình gì với hai nam tử trước mắt này cả, lúc trước khi hắn nói mình là thất phẩm huyền giả, tuy rằng Màn Tử không có cay độc như Tu Vĩ nhưng sự lạnh nhạt và xa lánh cũng rất rõ ràng. Nghe được ngữ khí thản nhiên của Dương Diệp, Màn Tử có chút xấu hổ, gã biết thái độ của mình và Tu Vĩ lúc trước đối với Dương Diệp làm cho hắn không có hảo cảm với bọn họ. Nghĩ vậy Màn Tử không khỏi cười khổ, một cơ hội kết giao với cường giả cứ như thế bị gã bỏ qua. Màn Tử cười khổ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lưỡng Dực Xà dưới đất, nói, Dương huynh đệ, con Lưỡng Dực Xà này, nó là do Dương Diệp chém giết, theo đạo lý chính là của Dương Diệp, bởi vì lúc trước bọn họ chỉ bảo Dương Diệp dọn dẹp chiến bãi, cũng không đưa Dương Diệp vào đoàn đội, cho nên căn bản không có quy ước chia đều gì cả, nghĩ vậy trong lòng Màn Tử lại hối hận sâu thêm vài phần. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lưỡng Dực Xà trên mặt đất, yên lặng một lát rồi nói, nếu có nội đan thì ta lấy. Còn những thứ khác cho mọi người. Dương Diệp bây giờ đương nhiên không thiếu tiền, sở dĩ hắn muốn nội đan là vì hiếu kỳ với nó, trước giờ hắn chưa từng thấy qua những thứ nội đan này. Nghe được Dương Diệp nói, trong lòng Màn Tử vui mừng, vốn gã còn tưởng Lưỡng Dực Xà không có phần cho bọn họ, không nghĩ tới Dương Diệp chỉ muốn nội đan, nên biết trừ nội đan ra thì da của Lưỡng Dực Xà cũng có giá trị xa xỉ, đối với ba người bọn họ thì đã là một thu hoạch không nhỏ. Nói cảm ơn với Dương Diệp xong Màn Tử cùng với Tiểu Hắc vội vã đi rút gân lột da của Lưỡng Dực Xà. Dương Diệp không có quan tâm hai người Màn Tử, xoay người nhìn Thanh Hồng, đối với cô gái cá tính dụ người trước mắt này hắn thật sự có hảo cảm, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, thấy ánh mắt của nàng nhìn mình giống như đang nhìn quái vật, Dương Diệp không khỏi sờ sờ mũi, cười nói, sao thế? Sao lại nhìn đệ như vậy? Thanh Hồng thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, cười khổ nói. Không ngờ đệ lại mạnh tới như vậy, lúc trước là ta nhiều chuyện rồi. Thanh Hồng nghĩ lại trước đó mình ba lần bốn lượt căn dặn Dương Diệp không nên rời khỏi bên mình, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi có chút nóng lên. Ta cũng muốn ra tay nhưng mỗi lần đều do tỷ ra tay trước, cũng đừng trách ta chứ, Dương Diệp nhún nhún vai, cười nói. Nghe được Dương Diệp nói,
Khuôn mặt của Thanh Hồng càng nóng hơn, trừng mắt nhìn Dương Diệp, nói, đúng thế, là do ta nhiều chuyện. Nói xong đi tới chỗ hai người man tử, nghĩ tới lúc này trong lòng Dương Diệp đang rất có thể cười nhạo nàng trước đó không biết tự lượng sức mình, nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Nhìn thấy Thanh Hồng có vẻ tức giận, Dương Diệp vội vã chặn trước mặt nàng, chân thành nói, Thanh Hồng tỷ, đừng giận mà. Lúc trước rất cảm ơn tỷ, ta không có ý cười nhạo tỷ đâu, ta thật sự muốn xem tỷ là bằng hữu. Thấy biểu tình nghiêm túc của Dương Diệp, sắc mặt Thanh Hồng nhu hòa lại, liếc mắt nhìn Dương Diệp, nghĩ đến hành động lúc nãy của mình giống như làm nũng, gương mặt nàng đỏ lên, thầm nghĩ, mình bị sao thế này? Sao lại để ý suy nghĩ của hắn như thế chứ? Lại giống như nghĩ đến gì đó, gương mặt nàng càng đỏ lên, nhưng sau một lát thì âm thầm lắc lắc đầu. Thấy gương mặt đỏ ửng của Thanh Hồng, bộ dạng e thẹn, mí mắt Dương Diệp nhảy lên, tim đập nhanh hơn. Thanh Hồng có thể nói là cô gái xinh đẹp nhất hắn gặp qua cho tới bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người thon thả, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn dưới lớp da thú căng phồng lên, giống như muốn nảy ra khỏi lớp da đó vậy. Ánh mắt Dương Diệp rời xuống, rơi vào vòng eo nhỏ để lộ của Thanh Hồng, có lẽ do quanh năm săn giết huyền thú ở bên ngoài nên làn da không trắng như những cô gái khác mà là màu lúa mạch khỏe mạnh. Đương nhiên làn da không phải trọng điểm chính là vòng eo nhỏ hấp dẫn của nàng. Vòng eo thon thả không chút dư thừa, bằng phẳng trơn mịn, không cần sờ cũng người ta cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó. Khuôn mặt xinh đẹp lại quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, vóc người ma quỷ thon thả, cộng thêm bộ váy da thú kia, toàn thân Thanh Hồng lộ ra dáng vẻ hùng dũng cùng với phong tình thành thục quyến rũ. Đối với cô gái Thanh Hồng xinh đẹp này, Dương Diệp trước đó không có suy nghĩ gì nhiều, cũng không tỉ mỉ quan sát qua, hành động thiện cảm của đối phương trước đó làm cho hắn rất có hảo cảm với nàng. Trong lòng hắn Thanh Hồng là một cô gái có thể trở thành bằng hữu. Thế nhưng bây giờ quan sát Thanh Hồng gần như vậy, hắn mới phát hiện cô gái có thể trở thành bằng hữu này nhìn rất xinh đẹp, rất mê người. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn mình chằm chằm, Thanh Hồng nhất thời có chút mất tự nhiên, giống như nghĩ đến gì đó, con ngươi nàng chuyển động, trên mặt hiện ra một nụ cười quyến rũ, nói Thanh Hồng tỷ đẹp không? Nghe vậy, Dương Diệp đang thưởng thức vóc người xinh đẹp của Thanh Hồng vô ý thức gật đầu. Vừa gật đầu thì trong lòng hắn nổ lộp bộp một tiếng, ánh mắt nhìn Thanh Hồng, thấy nàng đang cười lại giống như không cười nhìn mình. Dương Diệp đỏ mặt lên, lúng túng sờ mũi, đang định nói gì đó thì hai người man tử và tiểu hắc đi tới trước mặt hắn. Man tử lấy từ trong lồng ngực ra một hạt châu màu trắng lớn chừng đầu ngón tay đưa cho Dương Diệp, nói, Dương huynh đệ, đây là nội đan của lưỡng rực xà. Nhận lấy hạt châu màu trắng kia, Dương Diệp nhìn kỹ nội đan của huyền thú, nội đan rất nhỏ. Xung quanh hiện lên màu trắng nõn, đồng thời bên trong nó còn tỏa ra một cỗ năng lượng dao động nhẹ nhẹ. Nội đan thường có tác dụng gì? Nhìn nội đan trong tay, Dương Diệp hỏi. Man tử mỉm cười nói, tác dụng của nội đan rất nhiều, có thể chế thành đan dược, cũng có thể nuôi một vài huyền thú. Đương nhiên tác dụng lớn nhất là có thể khảm lên một số huyền bảo, đương nhiên việc này cần có phù văn sư khắc một trận pháp mới được. Nghe vậy Dương Diệp nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới nội đan có tác dụng như vậy. Cất nó vào trong ngực, Dương Diệp hỏi, đúng rồi, mọi người bình thường săn giết huyền thú trong thập vạn đại sơn, vậy thì chắc khá quen thuộc với các nơi trong thập vạn đại sơn nhỉ. Man tử gật đầu nói, trong phạm vi nghìn dặm trở lại chúng ta tương đối quen thuộc, nhưng vượt qua phạm vi đó thì chúng ta cũng không biết. Nơi đó thì một số dòng binh đoàn mạnh cũng không dám tiến vào, huyền thú trong đó đa số đều là thú vương, thậm chí còn mạnh hơn. Thú vương. Nghe được hai chữ này. Thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng, thú vương tương đương với cường giả tiên thiên cảnh của con người, thế nhưng sức chiến đấu thì tuyệt đối vượt xa cường giả tiên thiên cảnh. Yên lặng một lát, Dương Diệp hỏi tiếp, chúng ta cần mất bao lâu nữa mới có thể ra khỏi vạn xà lâm? Dương Diệp đã quyết định đi tìm huyền thú mạnh để chiến đấu, chỉ có chiến đấu với những huyền thú mạnh như thế thì hắn mới có thể làm cho thực lực của mình mạnh lên, hắn bây giờ rất rất cần thực lực. Man tử ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau đó nói, ngày mai mới có thể ra khỏi vạn xà lâm, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trong này một đêm đã. Nghỉ ngơi trong vạn xà lâm sao? Dương Diệp ngẩn ra, nói, vạn xà lâm nhiều rắn như vậy, nghỉ ngơi ở đây an toàn không? Ngốc, Thanh Hồng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, vạn xà lâm này kín không chỗ hở, buổi tối ánh trăng cũng chiếu không qua được, đi đường buổi tối mới nguy hiểm. Nghe vậy Dương Diệp lúng túng sờ sờ mũi. Hắn lần đầu tiên đi lịch luyện, đối với những chuyện này không hiểu biết bằng bọn họ,
thế nhưng bị mắng là ngốc hắn vẫn thấy có chút xấu hổ. Thấy bộ dáng xấu hổ của Dương Diệp, Thanh Hồng không chút kiêng kỵ cười lên, nàng lúc này cũng nhìn ra được Dương Diệp tuy thực lực mạnh mẽ nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, không kể tới thực lực thì nhiều phương diện khác Dương Diệp còn non lắm. Trong khu rừng rậm rạp, đống lửa yếu ớt, ngọn lửa nhẹ nhàng rung rinh nhảy múa, mang đến chút ấm áp cho đêm tối yên tĩnh. Mọi người cùng ngồi xung quanh đống lửa. Dương Diệp tựa lưng vào một cây đại thụ, cành cây trong tay thỉnh thoảng lại gạt vào trong đống lửa, nhờ cuộc nói chuyện trước đó mà Dương Diệp đã hiểu thêm một chút về ba người này. Ba người đều đến từ một thành thị tên là Thanh Sơn Thành, là thành thị gần Kiếm Tông nhất, Man Tử và Thanh Hồng là huynh muội ruột thịt, hai người xuất thân từ thế hệ dòng binh, dựa vào săn giết huyền thú để nuôi gia đình, về phần Tiểu Hắc bên cạnh vẫn chưa nói qua câu nào cũng không phải do gã tình tình lãnh đạm mà vì thực chất là một người câm. Dương huynh đệ, người thật sự không phải đệ tử tông môn sao? Lúc này Man Tử nhìn Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Nghe thấy Man Tử hỏi, Tiểu Hắc và Thanh Hồng ở một bên cũng nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, cảnh tượng Dương Diệp một kiếm chém đôi lưỡng rực xà để lại chấn động cho họ rất lớn. Thực lực như thế thì ngay cả tán tu bình thường hay đệ tử thế gia nhỏ có thể đạt được. Nghĩ tới trước đó mấy người mình còn bảo để Dương Diệp dọn dẹp chiến bãi. Khuôn mặt ba người cũng có chút nóng lên. Tạm thời vẫn chưa phải, đúng rồi, Dương Diệp dừng gạt cành cây, nhìn về ba người nói, sau này nếu mọi người gặp lại gã đồng đội Tu Viễn trước kia thì định làm như thế nào? Nghe nhắc tới tên Tu Viễn, sắc mặt ba người trở nên có chút khó coi. Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh thường, nói trước kia thêm loại người như thế vào đội đúng là chúng ta không có mắt mà, vốn còn tưởng hắn chỉ kiêu ngạo một chút. Không ngờ lại sợ chết như thế, lại còn có thể vứt bỏ đồng đội bỏ chạy, lần sau gặp được ta nhất định phải bắn thủng đầu hắn. Nhìn Thanh Hồng tức giận, Dương Diệp lắc đầu mỉm cười, xem ra tên Tu Viễn bỏ chạy lấy thân làm cho nàng tức giận thật sự. Man Tử lắc đầu thở dài một hơi, nói thôi, người như vậy thì không liên quan nữa là được. Thôi, Thanh Hồng có chút tức giận nói ca, lúc nãy nếu không có Dương Diệp, ba người chúng ta đã chết dưới công kích của lưỡng rực xà rồi. Việc này sao thôi được. Tiểu Hắc sắc mặt âm trầm một bên nắm chặt chủy thủ trong tay, vung loạn vài cái trong không khí, dùng phương thức đó biểu đạt sự bất mãn của y với Tu Viễn. Nhìn hai người tức giận, Man Tử lắc đầu thở dài một tiếng, nói tại sao ta bảo thôi hả? Thanh Hồng muội nói không sai, Tu Viễn lâm trận bỏ chạy, nếu như không phải có Dương huynh đệ thì chắc chắn chúng ta đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nhưng mấy người không biết, ca ca hắn là một tướng lĩnh của Thanh Sơn Thành. Nếu như tin chúng ta làm gì với hắn bị truyền đi thì sau này không thể đặt chân ở Thanh Sơn Thành nữa. Nghe vậy hai người Thanh Hồng mấp máy môi, cuối cùng yên lặng không nói. Tướng lĩnh Thanh Sơn Thành, vậy ít nhất phải là cường giả tiên thiên cảnh, không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được. Yên lặng một hồi lâu, Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, không thể cứ thôi như vậy được, chờ quay về Thanh Sơn Thành kể lại chuyện hắn vứt bỏ đồng đội, xem sau này còn ai thêm hắn vào đội. Nghe thế Man Tử và Tiểu Hắc cùng gật đầu, nếu như không nói ra thì trong lòng bọn họ cũng sẽ có chút không thoải mái. Như Thanh Hồng nói, chỉ cần kể lại chuyện của Tu Viễn, vậy sau này hắn sẽ trở thành sỉ nhục của dòng binh giới, dù sao lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ đồng đội là cấm kỵ của dòng binh giới. Thanh Sơn Thành có gần An Nam Thành không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ba người ngẩn ra, không biết vì sao Dương Diệp lại hỏi như vậy. Man Tử cười nói, tuy chúng ta chưa đi qua An Nam Thành nhưng nó cũng không xa, bởi vì chúng ta cũng từng gặp dòng binh của An Nam Thành vào thập vạn đại sơn săn giết huyền thú. Nói tới đây Man Tử nhìn Dương Diệp hỏi, chẳng lẽ Dương huynh đệ đến từ An Nam Thành? Dương Diệp gật gật đầu, lại liếc nhìn ba người, suy nghĩ gì đó. Thấy Dương Diệp không có muốn nói nữa, ba người thức thời không hỏi tiếp. Yên lặng một lát, Man Tử cảm thấy có gì đó không đúng. Đứng dậy nhìn tứ phía, xung quanh toàn là bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động. Man Tử nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiểu Hắc đang trầm mặc, nói Tiểu Hắc, chúng ta đi xung quanh giải ít phân và nước Tiểu Thú Vương, bây giờ nhìn quá yên tĩnh, có chút không đúng lắm. Nghe vậy Tiểu Hắc gật đầu, sau đó hai người đi ra phía xa. Dương Diệp đang suy nghĩ thì đột nhiên Thanh Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Dương Diệp bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng khác thường. Dương Diệp khuôn mặt có chút gầy ốm, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen phiêu giật, mặc dù không thể nói là mỹ nam tử nhưng cũng đáng để ngắm nhìn.
Đương nhiên quan trọng nhất là thực lực của Dương Diệp, tuy rằng Dương Diệp mới thất phẩm huyền giả, thế nhưng thực lực kia chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh khủng. Nàng có một chút hảo cảm với Dương Diệp, bởi vì ánh mắt Dương Diệp nhìn nàng không có tính xâm lược như những người khác, cho nên dọc đường đi nàng đều chiếu cố tới hắn, thế nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp như một bức tượng chiến thần che trước mặt nàng, một kiếm chém lưỡng rực xà thành hai nửa, nàng biết kể từ thời điểm đó, nàng đối với thiếu niên này đã có một chút cảm giác khác thường rồi. Nam vực, cường giả luôn luôn hấp dẫn người khác. Cảm nhận được ánh mắt của cô gái xinh đẹp bên cạnh, Dương Diệp nghiêng đầu nhìn Thanh Hồng hỏi, sao thế, trên mặt ta có hoa à? Thanh Hồng vội vã thu hồi ánh mắt, gương mặt ửng đỏ, cũng may là đêm tối người khác nhìn cũng không rõ, yên lặng một lát nàng lại nhìn Dương Diệp nói, tiểu đệ đệ, thực lực của đệ mạnh như thế, vì sao trước đó chúng ta bảo đệ dọn dẹp chiến bãi, còn có Tu Viễn châm chọc đệ nhiều lần, đệ đều không phản kháng. Nghe vậy Dương Diệp mỉm cười nói, làm người vẫn nên hạ thấp mình thì tốt hơn, nếu như thực lực cực mạnh thì còn nói, chứ loại như ta thì trong thập vạn đại sơn còn có vô số người có thực lực cao hơn nữa, nếu như ta hoành hoang thì chính là tự tìm đường chết. Làm đệ tử tạp dịch một năm khiến cho hắn hiểu được rất nhiều đạo lý, một người không có thực lực cao siêu gì thì làm như vậy chính là tự tìm đường chết, giống như Từ Quản Sự và Đỗ Tu vậy, hai người kia ở tạp dịch phong nếu khiêm tốn một chút thì phỏng chừng cũng không rơi vào kết cục như vậy. Trong mắt Thanh Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm dòng binh quanh năm để cho nàng thấy được rất nhiều thiên tài, mà những thiên tài này có thực lực này cơ bản đều là cực kỳ kiêu ngạo, chỉ sợ người khác không biết thực lực của mình thôi. Mà thiếu niên trước mắt lại không có chút ngạo khí nào của những đệ tử thiên tài kia, biết hạ thấp mình. Tính cách và sự trưởng thành này làm cho nàng thật có chút kinh ngạc. Sau khi nói chuyện phiếm một hồi thì trừ Man Tử ra mọi người đều đi nghỉ ngơi. Tuy xung quanh đều có phân và nước tiểu thú vương nhưng ba người Man Tử cũng không dám sơ suất, cho nên thay phiên nhau canh gác. Đêm khuya, trong rừng rậm tối đen như mực, đống lửa trước mặt Dương Diệp như có chút quỷ dị, có chút âm trầm, có chút kinh khủng. Xùy. Đột nhiên vốn trong rừng đang yên tĩnh thì có mấy âm thanh xùy xùy vang lên, lúc đầu mới có vài tiếng, sau đó là cả hàng trăm tiếng, chỉ chốc lát toàn khu rừng đều vang lên tiếng xùy xùy. Mấy người Dương Diệp vừa nghe tiếng xùy xùy vang lên thì tỉnh hết dậy, Dương Diệp vừa muốn đứng lên thì Thanh Hồng bên cạnh đã đặt tay lên vai hắn, sau đó khẽ lắc đầu. Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Thanh Hồng, Dương Diệp nhìn về phía đối diện thì thấy Man Tử và Tiểu Hắc cũng như vậy, bọn họ đều lắc đầu với hắn. Dương Diệp biết không thể cử động liền khẽ gật đầu, sau đó ngồi yên tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời bốn người giống như tượng điêu khắc. Âm thanh xùy xùy cũng không ngừng lại, ngược lại còn càng lúc càng nhiều thêm, nhờ ánh lửa yếu ớt mấy người có thể thấy xung quanh toàn từng đàn gì đó đang nhúc nhích. Cũng may có phân và nước tiểu của thú vương nên những vật kia cũng không có bỏ tới chỗ mấy người, chỉ di chuyển bên ngoài phạm vi của phân và nước tiểu thú vương. Nhìn những vật nhúc nhích kia, da đầu Dương Diệp có chút tê dại, từng đàn kia đương nhiên chính là rắn, nếu chỉ vài chục con thì bọn họ đương nhiên không sợ gì. Thế nhưng bây giờ xung quanh này phải có cả vạn con, hơn thế còn có một số mãng xà to lớn nữa. Dương Diệp lúc này rất muốn hỏi cô gái bên cạnh xem đây là chuyện gì, thế nhưng hắn không dám hỏi, hắn sợ vừa hỏi thì những con rắn kia sẽ không cố kỵ gì nữa mà xông vào. Thực lực của hắn tuy không kém, thế nhưng nếu bị những đàn rắn này vây quanh, lại còn là buổi tối thì hắn cũng thập tử vô sinh mất. Đặc biệt đây là vạn xà lâm có bao nhiêu rắn hắn không biết. Nhưng chắc chắn không hề ít, vừa nghĩ tới bị vô số rắn vây quanh, da đầu Dương Diệp cũng có chút tê dại. Không chỉ là Dương Diệp không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngay cả mấy người Man Tử cũng không rõ chuyện gì, trước kia mấy người họ nghỉ ngơi trong vạn xà lâm vô số lần nhưng chưa từng gặp qua tình huống như này, cho nên ba người cũng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Rắn xung quanh càng lúc càng nhiều, liên tục không ngừng vây quanh mọi người, rắn đẻ rắn, từng đống, cảnh tượng như vậy làm cho mấy người Man Tử muốn đau tim vỡ mật. Cũng may những đàn rắn này không dám xông vào khu vực có phân và nước tiểu thú vương, không thì mấy người tuyệt đối chết đứng mất. Thanh Hồng siết chặt tay Dương Diệp, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng nàng nhắm hẳn hai mắt, nhưng vô số âm thanh xùy xùy kia làm cho nàng sợ hãi nhịn không được run rẩy, sau đó sợ hãi hóa hành sức mạnh, đôi ngọc thủ ra sức hành hạ tay của Dương Diệp. Dù Dương Diệp mình đồng ra sắt cũng cảm thấy đau đớn, quay đầu liếc nhìn Thanh Hồng, nhìn thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng lên, cơ thể khẽ run rẩy, quay qua nhìn Man Tử và Tiểu Hắc thì thấy hai người họ cũng vậy.
Dương Diệp nhíu mày, hắn biết nếu như tiếp tục kéo dài thì mấy người họ nhất định sẽ bị bầu không khí này bức điên mất, bây giờ mấy người đứng yên nên còn ổn, một khi cử động thì rắn xung quanh nhất định sẽ như thủy triều nhào tới bọn họ. Đến khi đó mấy người họ chỉ có nước chảy đằng trời. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vừa nghĩ tới cảnh tượng bị hàng vạn con rắn vây công, Dương Diệp cố gắng bắt buộc mình phải bình tĩnh, hắn biết tình huống này nhất định trước nay chưa từng xảy ra, không thì mấy người này sẽ không nghỉ ngơi trong vạn xà lâm làm gì. Mà trước kia không hề xảy ra, bây giờ lại xảy ra, vậy chính là do mấy người họ chọc đến những con rắn này. Chọc tới những con rắn này. Nghĩ tới đây, Dương Diệp cau mày vắt óc suy nghĩ. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, những đàn rắn kia không cố kỵ phân và nước tiểu thú vương nữa, từng lớp bò về phía mấy người Dương Diệp. Cảm nhận được bầy rắn đã vọt đến, ngoại trừ Dương Diệp ra, ba người còn lại ở đây đều mặt mày trắng bệch, đặc biệt là Thanh Hồng, thân thể cứ vậy mà mềm nhũn ngã vào người Dương Diệp. Về phần Man Tử và Tiểu Hắc cũng không khác gì mấy, hai người đều rụng rời, chẳng còn sức đâu để chạy trốn. Nếu là lúc bình thường, với tố chất tâm lý của ba người, cho dù đối mặt với mấy vạn con rắn cũng ắt hẳn không tệ đến thế, thế nhưng trải qua một khoảng thời gian chịu đựng áp lực nặng nề, trạng thái tinh thần và thần kinh của ba người đã sớm không chịu nổi gánh nặng, hơn nữa xung quanh đều là bầy rắn bò đặc nghẽn, cho nên ba người trực tiếp cam chịu số phận, không phí công phán kháng nữa. Khi bầy rắn này xông đến, Dương Diệp vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo, gắng sức nghĩ là vật gì thu hút chúng đến. Đến khi bầy rắn chỉ còn cách ba người mấy trượng, Dương Diệp bỗng nhiên đứng dậy, móc ra từ trong ngực viên nội đan lưỡng rực xà kia, sau đó dùng sức ném ra xa. Đồng thời, cổ tay hắn chợt động, trường kiếm xuất hiện trong tay. Nhìn viên nội đan chìm vào trong bóng tối xa xa, huyền khí tuôn ra từ toàn thân hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Thế nhưng hắn cũng biết nếu như hắn đoán sai, lần này có lẽ là tiêu thật rồi. Cũng may Dương Diệp đã đoán đúng, khi viên nội đan kia chìm trong bóng tối phía xa, bầy rắn vốn đang tuôn về phía bọn họ lập tức dừng tại chỗ, sau đó lại như thủy triều mà tràn đến chỗ viên nội đan kia biến mất. Lúc này Dương Diệp nghĩ lại mà sợ, bầy rắn đông dày đặc xung quanh này thật sự mang đến cảm giác quá choáng ngợp, hơn nữa chúng nối liền không ngớt như thể vô cùng vô tận. Từng đợt như sóng tràn về phía viên nội đan kia, mà tràng cảnh hùng vĩ này kéo dài suốt gần hơn một giờ mới biến mất. Cảm thấy xung quanh đã không còn rắn nữa, Dương Diệp tức thì thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn có thần kinh vững vàng nhưng nhìn cảnh tượng này cũng phải sợ hãi. Bị nhiều bầy rắn như vậy vậy công, đừng nói là hắn, cho dù là vương giả cảnh cường giả có thể bay lướt lên cũng chết chắc, dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối, số lượng mới là vương đạo. Cúi đầu nhìn ba người đã té xỉu trên đất, Dương Diệp lắc đầu, mặc dù tình huống vừa rồi là đến đường cùng thế nhưng biểu hiện của ba người này cũng thật quá kém. Nghe nói trong khảo hạch đệ tử ngoại môn kiếm tông sẽ có một cửa ải là khảo hạch tâm cảnh, lấy biểu hiện của ba người này mà xem, bọn họ tuyệt đối là không hợp cách. Sau khi bị kêu dậy, ba người đồng loạt nhìn xung quanh một chút, phát hiện không còn rắn nữa ba người lại ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đường võ đạo. Tâm tính rất quan trọng, biểu hiện của ba người các vị thật là quá kém. Dương Diệp cảm thấy cần phải nhắc nhở ba người, dù sao đi nữa, mọi người cũng coi như là từng cùng trải qua hoạn nạn, nếu như có thể làm cho ba người nâng cao tâm cảnh thì cũng là một chuyện tốt. Nghe thấy lời của Dương Diệp, ba người đều cảm thấy hơi xấu hổ. Không cần Dương Diệp nói, chính bọn họ cũng biết vừa rồi rất mất mặt. Tuy rằng bầy rắn rất kinh khủng, thế nhưng trực tiếp mất sức chiến đấu, mặc kệ nói như thế nào. Làm một huyền giả mà như vậy quả thật là hơi hèn nhát. Nhìn thấy ba người xấu hổ, Dương Diệp tiếp tục nói, không phải là ta châm chọc các vị cũng biết rằng, làm một võ giả, nếu như không có dũng khí cầu sinh tồn trong tuyệt cảnh, vậy thì đường võ đạo còn có thể đi bao xa. Giống như vừa rồi, đó là tuyệt cảnh, nhưng các vị đừng nên bỏ cuộc, cho dù chết cũng không được bỏ cuộc. Nếu không bỏ cuộc thì còn có chút hy vọng, nhưng tự các vị buông bỏ vậy thì không còn chút cơ hội nào nữa. Đừng nói là đường võ đạo, ngay cả mạng sống cũng chẳng còn. Đây là lời thật lòng của Dương Diệp, ngay từ khi còn nhỏ, khó khăn trắc trở đã như hình với bóng theo sát hắn, thế nhưng hắn cũng không từ bỏ, bất kể là như thế nào hắn cũng chưa từng bỏ cuộc. Cho dù ở kiếm tông bị giáng làm đệ tử tạp dịch, từ thiên đường đọa đến địa ngục, hắn cũng không từ bỏ, cũng chưa bao giờ có tâm thái muốn từ bỏ, cho nên hắn mới sống đến bây giờ. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp,
Man Tử và Tiểu Hắc hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy thi lễ với Dương Diệp. Man Tử nghiêm túc nói. Tạ ơn, hiện tại ta đã hiểu vì sao thực lực của bọn ta lại kém cỏi như vậy. Tuy rằng có một phần liên quan đến thiên phú và tài nguyên tu luyện, nhưng nguyên nhân phần nhiều vẫn là ở bản thân bọn ta ý chí không bền, gặp phải khó khăn là từ bỏ, chẳng trách cả đời mãi không thể trở nên nổi bật. Man Tử là nói thật lòng, nhất là sau khi gã hồi tưởng lại từng sự việc trước khi, gã càng khẳng định vấn đề là từ bản thân mình. Trước đây gã và Tiểu Hắc, không, phải nói là rất nhiều dòng binh cũng đều có ý nghĩ như vậy, đó chính là nếu như cho bọn họ tài nguyên tu luyện, thành tựu của bọn họ nhất định không kém gì đệ tử tông môn cùng với tinh anh đế quốc. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, gã cảm thấy ý nghĩ này đúng là buồn cười. Không cần nói ai khác, chỉ riêng Dương Diệp trước mắt gã đây, cảnh giới còn thấp hơn bọn họ, thế nhưng thực lực và tâm cảnh căn bản là bọn họ không thể sánh bằng. Thanh Hồng nhìn Dương Diệp rồi cúi đầu, trước kia nàng cũng có ý nghĩ này. Nàng nghĩ nếu nàng là đệ tử tông môn, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không yếu hơn Dương Diệp. Thế nhưng lúc vừa rồi, biểu hiện của nàng và Dương Diệp khi cùng ở trong tuyệt cảnh đã làm cho nàng hiểu, chênh lệch giữa hai người không chỉ là chênh lệch về thực lực. Nhìn ba người chán nản, Dương Diệp an ủi, không phải là ta muốn đả kích các vị, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người. Việc mọi người phải làm bây giờ là biết thẹn rồi lại biết dũng, chứ không phải là sa sút tinh thần. Dù sao các vị mới chừng 20 tuổi, còn có cơ hội bước vào tiên thiên. Man Tử cười gượng gạo, tiên thiên ư, nếu như không có cơ duyên, e là đời này vô vọng. Nghe vậy Dương Diệp cũng không nói nữa, có vài thứ chẳng phải một vài câu nói của hắn là có thể thay đổi được, mỗi người đều có đường nhân sinh của riêng mình, hắn chỉ cần bước trên con đường của bản thân là tốt rồi. Được rồi, mà bầy rắn kia sao thế? Thanh Hồng nhìn Dương Diệp mà hỏi. Dương Diệp thẳng thắn kể lại chuyện trước đó, hắn cũng nghi hoặc vì sao bầy rắn lại vây đánh ba người họ. Khi nghe Dương Diệp lấy nội đan ra, Thanh Hồng nhíu mày hỏi, ngươi, nội đan của ngươi cứ để trong ngực, không bỏ vào trong nạp giới sao? Nghe thấy câu hỏi của Thanh Hồng, Man Tử và Tiểu Hắc đều nhìn về phía Dương Diệp, dưới cái nhìn chằm chằm của ba người. Tuy là Dương Diệp cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng vẫn là gật đầu một cái. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, sắc mặt ba người lập tức trở nên kỳ quái, Thanh Hồng vỗ trán, lườm Dương Diệp mà nói, tiểu đệ đệ à, người có biết hay không, nội đan có sức hấp dẫn vô cùng lớn với huyền thú. Nội đan của đồng loại có thể giúp cho chúng nó thăng cấp, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi để nội đan vào trong nạp giới, không ngờ ngươi lại chỉ cất vào trong ngực. Nghe vậy, Dương Diệp bất giác sờ sờ mũi. Nhìn ba người mà hỏi nhỏ, nói như vậy, bầy rắn này là tìm đến ta sao? Ba người ra sức gật gật đầu. Dương Diệp có hơi xấu hổ, nói nửa ngày lại là vấn đề của mình. Nghĩ vậy Dương Diệp bèn vội vàng xin lỗi, mặc kệ là thế nào, lần này cũng là sai lầm của hắn mới làm cho mọi người suýt nữa bị bầy rắn ăn tươi nuốt sống, phải xin lỗi mới được. Thấy Dương Diệp xin lỗi, ba người ngược lại là thấy hơi ngượng ngùng. Tuy rằng lần này là sai lầm của Dương Diệp, nhưng dù sao Dương Diệp cũng đã cứu ba người họ, hơn nữa cũng chỉ là vô ý, bây giờ Dương Diệp xin lỗi rồi, chút buồn bực trong lòng ba người cũng tiêu tán ngay. Sau khi không còn khúc mắc, mọi người lại lần nữa thoải mái hàn huyên. Lần này ba người đều nói cho Dương Diệp về kinh nghiệm làm dòng binh của mình, ví dụ như là không nên làm cái gì, việc nào nhất định phải làm. Dưới một phen chỉ bảo của bọn họ, Dương Diệp không những thu hoạch được nhiều thứ mà còn thầm thấy may mắn là mình đã kết bạn với ba người. Lịch luyện chú trọng chiến đấu sinh tử, không ngừng đột phá dưới áp lực, đây là ý nghĩ vốn có của Dương Diệp, điều này cũng không sai, thế nhưng bây giờ Dương Diệp mới biết được sự việc chẳng hề đơn giản như hắn nghĩ. Lấy một ví dụ đơn giản nhất mà nói, trong vạn xà lâm này, nếu có người lúc nghỉ ngơi không vẩy lên phân và nước tiểu của thú vương, cho dù là tiên thiên cường giả thì kết cục cũng là bi thảm không nỡ nhìn. Bởi lẽ trong vạn xà lâm đen như mực này, một khi chiến đấu ắt sẽ hấp dẫn đến vô số bầy rắn, dưới tình huống đó, tiên thiên cường giả cũng phải chết chắc. Còn có rất nhiều phương pháp sinh tồn nơi thập vạn đại sơn, những phương pháp này là được vô số dòng binh dùng sinh mệnh mà tổng kết lại, Dương Diệp vô cùng nghiêm túc mà ghi nhớ, mặc dù hắn đến lịch luyện nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đi tìm đường chết. Đánh với xà vương một trận không hề gì, thế nhưng tác chiến với mấy vạn con rắn, vậy thì chẳng phải là lịch luyện nữa mà là tìm đường chết. Sau khi trải qua tai nạn khi nãy, mọi người cũng không nghỉ ngơi mà nói chuyện phiếm đến hừng đông, đến lúc trời sáng,
bọn họ chuẩn bị một chút sau đó liền tiếp tục xuất phát. Bốn người đã đi chừng 3 canh giờ, ánh sáng trong rừng càng ngày càng nhiều, có lẽ là vì viên nội đan tối hôm qua, bọn họ cũng không bị độc xà bên trong vạn xà lâm tập kích nữa. Nhưng cho dù là như vậy, Dương Diệp cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, cẩn thận thì sống lâu, ở vùng thập vạn đại sơn này tốt nhất là đừng sơ ý. Mãi khi đi ra khỏi cánh rừng, ba người man tử mới thở phào nhẹ nhõm. Trải nghiệm kinh tâm động phách hôm qua làm cho bọn họ cực kỳ kiêng dè với vạn xà lâm, bây giờ đã rời khỏi rồi, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vụt! Đúng lúc này có tiếng xé gió vang lên, ngay lúc ấy, Dương Diệp đang đứng bên cạnh Thanh Hồng nhíu mày, đồng thời thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt man tử, đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, một mũi tên đen như mực vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Nhìn mũi tên đã vỡ vụn kia, bốn người nơi này đều biến sắc. Đặc biệt là man tử, trong lòng gã tức giận đồng thời còn vô cùng sợ hãi. Nếu không có Dương Diệp, cho dù gã không chết cũng phải trọng thương. Ba người man tử phản ứng cũng không chậm, bọn họ nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Sắc mặt Dương Diệp cũng mang vẻ nghiêm trọng, tuy rằng tối hôm qua nghe mấy người man tử từng nói trong giới rong binh thường có chuyện đen ăn đen, thế nhưng hắn cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với hắn nhanh như vậy. Bộp, bộp. Theo tiếng vỗ tay, một đại hán đầu trọc tuổi trung niên nhảy xuống từ trên cây đại thụ cách đó mười mấy trượng, bên cạnh gã còn có bốn người, là ba nam một nữ. Trong đó người nữ nắm một cây trường cung màu xanh sẫm, cũng là cung tiễn thủ duy nhất, hiển nhiên mũi tên màu đen kia là bắn ra từ tay nữ tử này. Đương nhiên, trong năm người, kẻ làm cho bọn người Dương Diệp bất ngờ nhất là gã đứng bên phải cô gái kia, nam tử này chẳng phải ai khác, chính là Tu Viễn, kẻ vứt bỏ đồng đội vào ngày hôm qua. Nhìn thấy những người này bước ra, sắc mặt của bọn man tử biến thành vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên là ba người cũng biết đoàn rong binh này. Nhìn qua năm người đến, Thanh Hồng đến bên cạnh Dương Diệp, trầm giọng nói, bọn họ là đoàn rong binh lang đầu, thường hay hạ độc thủ với những đoàn rong binh có thực lực yếu hơn ở thập vạn đại sơn. Đội trưởng gọi là cường đầu chọc, là cường giả cửu giai đỉnh phong, được xưng là cường giả nửa bước vào tiên thiên. Hai nam tử vóc dáng hơi mập mạp là một đôi huynh đệ. Tên là Hùng Đại và Hùng Nhị, cũng là cường giả cửu phẩm, thực lực hơi mạnh Tiểu Hắc và ta một chút. Về phần người nữ đó thì gọi là Hồng Diệp, cũng là cửu phẩm đỉnh phong, tài bắn cung mạnh hơn ta rất nhiều. Kẻ đến bất thiện, lúc nhìn thấy Tu Viễn, Thanh Hồng liền biết đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua mấy người bọn họ, cho nên Thanh Hồng vội vàng nói Dương Diệp biết tin tức về đối phương, vì chỉ có Dương Diệp mới có thể chống lại cường đầu chọc. Nghe thấy lời nói của Thanh Hồng, Dương Diệp nhíu mày. Trong lòng thầm tính toán thực lực của đối phương và thực lực của bên mình, vừa tính xong chân mày Dương Diệp càng cau lại hơn. Bởi vì hắn phát hiện, trong tình huống bình thường bên hắn hoàn toàn không có phần thắng. Nam tử gọi là cường đầu chọc cầm đầu phe bên kia thực lực không kém hắn, mà mấy người bên cạnh gã đầu chọc cũng cao tay hơn ba người man tử. Chỉ cần gã cường đầu chọc trước mắt này kéo chân hắn, bốn người đối chiến ba người, không đến một hồi ba người man tử chắn chắn sẽ bại. Nếu như không đánh, hắn tự tin mình có thể chạy thoát, thế nhưng ba người Thanh Hồng chắc chắn là không trốn thoát được, kết cục có thể tưởng tượng được, lúc này Dương Diệp hơi nan giải. Ngay lúc Dương Diệp còn đang nghĩ làm thế nào phá thế cục này, năm người gã đầu chọc đã đi đến ba trượng trước mặt đám người Dương Diệp. Gã đầu chọc đánh giá ba người man tử, dừng lại trên người Thanh Hồng một lúc, sau đó mới nhìn về phía Dương Diệp rồi nói, phản ứng khá lắm, sức mạnh không tệ, huynh đệ là đệ tử tông môn nào. Hắn cũng chả có tông môn gì cả. Đúng lúc này, Tu Viễn đứng dậy, nhìn Dương Diệp một cách khinh thường, hắn chính là một tên tạp dịch quét tước chiến trường. Cường ca, đừng động hắn, bắt mấy tên này trước, trên người bọn chúng chắc chắn có nội đan và da của con lưỡng rực xà đó. Thực ra cũng không phải y dự đoán được bọn họ có nội đan và da rắn, mà chỉ muốn giết bốn người Dương Diệp. Ngày hôm qua, sau khi chạy trốn y vốn muốn trở lại nhặt xác kiếm hời. Thế nhưng sau khi y trở lại chỗ chiến đấu, bốn người man tử và lưỡng rực xà đều không thấy đâu. Nhìn vũng máu trên mặt đất, y biết bốn người chắc chắn đã được người ta trợ giúp. Khi đó y thật sự là cuống lên rồi. Y biết, nếu như mấy người man tử sống sót trở về, vậy thì thanh danh của y chắc chắn sẽ tiêu tan, sau này y cũng đừng nghĩ kiếm chén cơm bằng nghề rong binh này nữa. Không chỉ như vậy, e rằng những người cùng nghề khác cũng sẽ không chứa chấp y nữa. Bởi vì ai mà cần một kẻ lâm trận bỏ đồng đội chứ? Thằng bị ổ nhà ngươi.
Nghe thấy lời của Tu Viễn, ba người Man Tử giận không thể kiềm. Man Tử giơ đại đao chỉ vào Tu Viễn, phẫn nộ nói, Tu Viễn, tên rác rưởi lâm trận bỏ trốn nhà ngươi, ngày hôm qua ngươi vứt bỏ đồng đội bỏ trốn một mình, ngày hôm nay lại dẫn người đến gây chuyện với bọn ta. Thằng cặn bã, ngươi thật là sỉ nhục giới dòng binh. Nghe Man Tử nói vậy, sắc mặt Tu Viễn có hơi khó coi. Vốn y cũng đã thuyết phục được mấy người cường đầu chọc trực tiếp động thủ, Hồng Diệp cũng đã ra tay, thế nhưng thật không ngờ, mũi tên tưởng như tuyệt đối không sai lầm kia lại có thể bị ngăn cản. Mà sau khi nhìn thấy Dương Diệp ngăn cản mũi tên kia, cường đầu chọc lại không ra tay nữa, cho nên bây giờ mới có chuyện Man Tử chửi bới y. Lúc này trong lòng y cực kỳ hận. Nghe thấy lời nói của Man Tử, ánh mắt của mấy người trong đoàn dòng binh lang đầu nhìn về phía Tu Viễn đều biến thành khinh bỉ. Tuy rằng danh tiếng trong giới dòng binh của bọn họ cũng không tốt, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ phản bội đồng đội, mà kẻ này lại vứt bỏ đồng đội trong chiến đấu, người như thế bọn họ cũng khinh thường. Cường đầu chọc lạnh lùng nhìn Tu Viễn, gã cũng thật khinh kẻ này, nếu như đối phương không có một ca ca là tiên thiên giai, gã sẽ tát y một cái. Nhớ đến ca ca của đối phương, cường đầu chọc nén lại khó chịu trong lòng, trực tiếp bỏ qua Dương Diệp mà nhìn về phía Man Tử, trầm giọng nói, nó nhảm nhiều như vậy làm gì? Sao nội đan và da của lưỡng rực xà ra, còn có cả con ả kia nữa, ba tên còn lại thì mau cút đi. Cường ca, không thể thả bọn họ đi được. Lúc này Tu Viễn có hơi nóng nảy rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cường đầu chọc, y vội vàng ngậm miệng, do dự một chút sau đó lại cắn răng nói, nếu như cường ca có thể giải quyết bọn họ, ta bằng lòng mượn huyền kỹ huyền giai hạ phẩm của ca ta cho cường ca quan sát. Nghe vậy cường đầu chọc có hơi dao động, huyền kỹ hạ phẩm dù là gã cũng chưa từng thấy qua. Do dự chỉ chốc lát, sau đó gã nhìn phía đám người Dương Diệp, ánh mắt lóe lên lạnh lùng, các ngươi đã không muốn, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ, nói xong, gã chợt lật cổ tay, một thanh đại đao xuất hiện trong tay, sau đó thân hình vọt lên bổ về phía Man Tử dẫn đầu. Lúc này, thực lực của hai đoàn dòng binh liền hiện ra. Ngay khoảnh khắc cường đầu chọc động thủ, hai nam một nữ ở bên cạnh gã cũng vô cùng ăn ý mà tìm đến đối thủ của mỗi người. Đặc biệt là nàng kia, tiên phong bắn một mũi tên về phía Thanh Hồng, người cũng là cung tiễn thủ. Mà trái lại là bên phía Dương Diệp, ba người Man Tử đều là không phản ứng kịp, nhất là Thanh Hồng, khi mũi tên bắn đến trước mặt nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó tránh né qua một bên, thế nhưng nàng đã mất đi tiên cơ, cho nên bị cung tiễn thủ của đối phương mũi tên này nối tiếp mũi kia mà công kích. Ngay khi cường đầu chọc nhắm về phía Man Tử, Dương Diệp vốn đang im lặng đứng bên cạnh Man Tử đột nhiên hành động. Chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm hiện lên kim quang nhàn nhạt, sau đó bổ về phía cường đầu chọc như một tia chớp. Tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh. Nhất là cường đầu chọc, mục tiêu bị tấn công kia lại càng kinh hãi gần chết. Gã nghĩ ngàn lần vạn lần cũng không ngờ, Dương Diệp vốn tầm thường kia lại có thực lực và tốc độ như vậy. Trước đó Dương Diệp một quyền đánh nát mũi tên, gã quả thực là hơi kinh ngạc một chút, thế nhưng khi gã nhìn thấy tuổi tác của Dương Diệp cùng với nghe thấy mấy lời kia của Tu Viễn, gã đã hoàn toàn không để Dương Diệp vào trong mắt. Gã cho rằng nhất định là lúc đó Hồng Diệp chưa xuất toàn lực, cho dù không có Dương Diệp xuất hiện, người được kêu là Man Tử kia cũng có thể tránh né được. Nhưng mà lúc này gã mới biết ý nghĩ này sai rồi. Trong lúc vội vàng gấp gáp, cường đầu chọc thu đao cản trước ngực, thanh trường kiếm ánh kim quang trong tay Dương Diệp đánh vào trên đại đao của cường đầu chọc, keng một tiếng, đại đao nháy mắt vỡ vụn, Dương Diệp kiếm thế không giảm, trực tiếp xuyên qua bụng cường đầu chọc. Lực thật mạnh, cường đầu chọc nói chưa hết một câu thì cơ thể đã thành hai đoạn, ngũ tạng lẫn vào trong máu vẩy đầy trên đất. Mặc cho cường đầu chọc đã trở thành hai đoạn, tốc độ của Dương Diệp vẫn không giảm, hắn lại đến trước mặt Hùng Đại và Hùng Nhị còn đang sững sờ. Trong ánh mắt kinh hãi của Tu Viễn, trường kiếm mang theo một vệt tàn ảnh kim sắc chợt lóe lên nơi cổ của Hùng Đại, một cái đầu người rơi xuống. Tốc độ Dương Diệp không giảm, tiếp tục đi đến trước mặt Hùng Nhị, sau khi cường đầu chọc và Hùng Đại chết, Hùng Nhị rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, trong lòng kinh hãi, theo bản năng giơ ngang đao, nhưng mà cũng như cường đầu chọc, đại đao và trường kiếm va vào nhau, đại đao nháy mắt vỡ vụn, sau đó lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Trong tích tắc, Dương Diệp giải quyết ba tên cường giả huyền giả cửu phẩm, lần này Dương Diệp không tiếp tục động thủ nữa, bởi vì đối thủ chỉ còn lại tên Tu Viễn kia. Lúc hắn xuất thủ đánh chết cường đầu chọc,
nữ tử gọi là Hồng Diệp kia lập tức thu cung, xoay người chạy vào trong khu rừng rậm rạp, tốc độ chạy trốn của đối phương thật làm cho hắn bất ngờ. Nhìn thấy ba thi thể trên mặt đất, ba người man tử hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Trời ạ, huyền giả cửu phẩm đỉnh phong vậy mà ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trước kia hắn vẫn giữ lại thực lực, Dương Diệp là cường giả tiên thiên sao? Hàng loạt nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu ba người man tử. Dương Diệp không phải là cường giả tiên thiên, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Sở dĩ hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy, đó là khi đám người cường đầu chọc đi đến trước mặt hắn, hắn liền len lén dán cho mình một tấm cường lực phù thượng phẩm. Dưới sự hỗ trợ của cường lực phù thượng phẩm và huyền khí kim sắc, sức mạnh của hắn nháy mắt đề cao lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa ba người cường đầu chọc xem thường hắn, cho nên để cho hắn một kích đánh lén thành công. Bằng không thì với thực lực bình thường của hắn, chiến thắng cường đầu chọc hẳn là có thể, nhưng muốn nháy mắt giết chết là tuyệt đối không thể nào. Tiện tay vung kiếm một cái, Dương Diệp nhìn về phía Tu Viễn đang mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy bên cạnh. Ngay khi đang chuẩn bị giải quyết tên cặn bã này, Tu Viễn đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi không thể giết ta được, ca ca ta là cường giả tiên thiên. Ngươi giết ta, huynh ấy chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Trong lòng Dương Diệp thầm mắng ngu ngốc, thời điểm này rồi còn uy hiếp người khác. Một chớp nhoáng, trường kiếm mang theo tàn ảnh đến trước mặt Tu Viễn, Tu Viễn hãi hùng, theo bản năng giơ trường kiếm trong tay ra đón đỡ, keng một tiếng, trường kiếm gãy, ngực Tu Viễn bị xỏ xuyên qua. Thu hồi trường kiếm, Dương Diệp xoay người nhìn thoáng qua Vạn Xà Lâm, lạnh nhạt nói, các hạ, chẳng lẽ là muốn đến làm chim sẻ đứng sau hay sao? Nghe thấy lời Dương Diệp, ba người man tử đứng bên cạnh cả kinh, ở đây còn có người khác. Ba người nén khiếp sợ trong lòng, đi đến bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt đề phòng. Thần thức thật mạnh, yên tĩnh trong chốc lát, sau đó một giọng nói vang lên, từ trong Vạn Xà Lâm đột nhiên có ba bóng người nhảy ra. Tốc độ của ba người này cực nhanh, khoảng cách mười mấy trượng mà ba bóng người này chỉ cần không đến mấy hơi thở thì đã đến phạm vi ngoài ba trượng trước mặt Dương Diệp. Họ có ba nam một nữ, nam tuấn nữ mỹ, đều là 17-18 tuổi, đều là áo bào màu trắng bó sát người, nơi ngực trái của ba người còn thêu một hình bán nguyệt nho nhỏ màu bạc. Tuy rằng ba người trẻ tuổi, thế nhưng sắc mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng. Họ không đạt đến tiên thiên, thế nhưng thực lực chắc chắn còn mạnh hơn cường đầu chọc bị giết lúc nãy rất nhiều. Bởi lẽ tốc độ của ba người này thật sự quá nhanh, dòng binh phổ thông hoàn toàn không có khả năng đạt được. Hạo Nguyệt Tông nhìn thấy hình bán nguyệt màu bạc trên ngực trái ba người, Thanh Hồng kinh ngạc hô lên một tiếng, hiển nhiên là nàng đang nhắc nhở Dương Diệp. Nghe thấy lời của Thanh Hồng, trong đầu Dương Diệp nhanh chóng hồi tưởng mọi thứ về Hạo Nguyệt Tông. Ở Nam Vực, ngoại trừ quái vật khổng lồ là Đại Tần Đế Quốc thì ra còn có 6 siêu thế lực. 6 siêu thế lực này được xưng là Nhất Môn Nhị Cung Tam Đại Tông. Trong đó Nhất Môn là nguyên môn tức thế lực mạnh nhất trong 6 đại thế lực. Nhị cung theo thứ tự là Băng Tuyết Cung và Bách Hoa Cung, về phần Tam Tông thì chính là Quỷ Tông, Hạo Nguyệt Tông, Kiếm Tông. Đương nhiên đây chỉ là thế lực trên bề nổi. Nam vực lớn đến mức nào, trong đó thế gia và các môn phái nhỏ ẩn tàng nhiều biết chừng nào, Dương Diệp không liên quan đến những thế lực bí mật này thì cũng không biết được. Nghe thấy lời Thanh Hồng, một người trong ba đệ tử Hạo Nguyệt Tông nhìn qua hơi lớn tuổi hơn bước về phía trước một bước, gật đầu với mấy người Dương Diệp, nói tại hạ là Minh Hạo. Đệ tử ngoại môn Hạo Nguyệt Tông, bên cạnh đây là sư đệ Minh Tú cùng sư muội Minh Nguyệt của tại hạ. Lúc nãy sư huynh muội bọn ta vừa mới bước ra khỏi Vạn Xà Lâm liền phát hiện các hạ đang đánh nhau với người khác, để tránh hiểm nghi cho nên ba người bọn ta không xuất hiện. Chỉ là không ngờ thần thức của các hạ lại mạnh như vật, lại có thể phát hiện ba người bọn ta. Nhìn thấy đệ tử tông môn khách khí như vậy, ba người man tử có phần không quen. Phải biết rằng trước đây đệ tử tông môn nhìn thấy dòng binh thì đều vô cùng kiêu ngạo, nhìn bọn họ như là con kiến hôi không đáng nhắc đến. Đương nhiên, ba người bọn họ cũng không biết, đối phương khách khí như vậy đó là bởi vì Dương Diệp. Nam vực cường giả vi tôn, trước đó ba người Minh Hạo từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ thì đã khiếp sợ không thôi. Kiếm nhanh như vậy bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng có sức mạnh đến mức này thì thật hiếm thấy. Nhất là Dương Diệp còn phát hiện bọn họ, điều này càng làm bọn họ thêm kinh hãi. Nhìn thấy đối phương khách khí như vậy, Dương Diệp cũng không đối đãi lạnh nhạt, hắn khẽ gật đầu với đối phương, tại hạ Dương Diệp, một tán tu, bên cạnh đây là nhóm đồng đội kết giao với ta.
Nghe thấy lời của Dương Diệp, ba người Minh Hạo có hơi bất ngờ. Bọn họ vốn cho là Dương Diệp là đệ tử kiếm tông, thế nhưng không ngờ Dương Diệp lại là tán tu. Nhưng mà với bọn họ điều này cũng không quan trọng, có thực lực là được. Chẳng hay Dương huynh đệ có hứng thú cùng nhau kết bạn lịch luyện hay không? Minh Hạo mỉm cười mời. Mặc kệ Dương Diệp là đệ tử tông môn hay là tán tu, bằng chừng ấy tuổi mà có thực lực như vậy cũng đều đủ để cho bọn họ đối đãi ngang hàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ lắc đầu, xin lỗi, ta còn một số việc. Hắn đi ra ngoài là để chiến đấu sinh tử, hơn nữa trên người hắn còn có quá nhiều bí mật, hắn thật sự là không muốn để người ta biết được. Dương Diệp cự tuyệt, Minh Hạo cũng không tức giận, y vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, cho nên lập tức cười nói, nếu đã như vậy, có cơ hội lại cùng lịch luyện với Dương huynh, ba người tại hạ đi trước một bước vậy. Nói xong, ba người nhảy vọt vài cái thì đã biến mất ở phía xa. Thái độ của ba người làm cho Dương Diệp có hơi bất ngờ. Hắn thấy đệ tử tông môn hẳn đều là mấy tên hung hăng phách lối, mắt mọc ở lỗ mũi, thế nhưng ba người Hạo Nguyệt Tông cũng không hề có hiện tượng như vậy, ngay cả chút kiêu kỳ cũng không có, điều này làm cho hắn có hơi bất ngờ. Thực ra Dương Diệp vẫn còn quá ít kinh nghiệm, đệ tử tông môn có rất nhiều kẻ hung hăng phách lối, nhưng loại này phần lớn là không có đầu óc. Có thể trở thành là đệ tử tông môn phần lớn đều là người có tư chất và tâm tính không tệ, thường thì đại đa số đệ tử tông môn đều là vô cùng thông minh. Đều biết rõ đạo lý ở bên ngoài nhiều hơn một kẻ địch không bằng nhiều hơn một người bằng hữu. Dương huynh đệ, ngươi thấy làm gì với mấy tên này đây? Lúc này, Màn Tử nhìn mấy cái xác xung quanh rồi hỏi. Nhìn mấy thi thể trên đất một chút, Dương Diệp cười nói, đương nhiên là lục đồ trước rồi. Nghe vậy ba người Màn Tử lập tức nở nụ cười. Trải qua một phen vơ vét, Dương Diệp tổng cộng chiếm được vài thứ tốt, theo thứ tự là một cái nạp giới loại nhỏ. Một thanh đại đao hoàng giai trung phẩm, hai thanh chủy thủ hoàng giai hạ phẩm, còn có hơn một vạn miếng kim tệ. Chẳng qua là với những thứ này, Dương Diệp cũng không để vào mắt. Không có cách nào khác, hiện tại hắn đã là phù văn sư nhất phẩm, tiêu chuẩn của hắn cũng theo đó mà cao lên. Nhìn nạp giới trong tay một chút, Dương Diệp có hơi thất vọng. Nạp giới này kém xa cái của hắn, nhưng chung quy là có còn hơn không. Đeo nạp giới lên tay. Dương Diệp nhìn ba thanh vũ khí hoàng giai trong nạp giới rồi lại nhìn ba người Màn Tử bên cạnh một chút, do dự một lát, hắn vung cổ tay, ba thanh vũ khí hoàng giai lại xuất hiện trong tay. Đưa ba thanh vũ khí cho ba người, hắn nói, ba thanh vũ khí này ta cũng không dùng, tặng cho mọi người. Màn Tử đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt vội vàng khoát tay, Dương huynh đệ ngươi nhiều lần cứu mạng ba người bọn ta, hơn nữa ba người này đều là ngươi một mình giết chết. Bọn ta không hề ra tí sức lực nào, làm sao bọn ta có thể lấy đồ của ngươi được. Thanh Hồng đứng bên cạnh cũng nói, mấy thứ này ngươi giữ đi, tuy rằng bọn ta cũng rất muốn nhưng bọn ta cũng có nguyên tắc của mình, nếu như bọn ta lấy đồ của ngươi, tự bọn ta cũng sẽ khinh thường chính mình. Dương Diệp cười cười mà nói, mấy thứ này để không không bằng cho mọi người. Tối hôm qua nghe mọi người nói dòng binh ngoại trừ săn giết huyền thú ra còn nhận làm việc thuê cho người ta, có đúng hay không? Hiện tại hắn lo nhất chính là muội muội và mẫu thân. Mặc dù có thiên trưởng lão đã cảnh cáo Liễu gia, thế nhưng thiên trưởng lão dù gì cũng không thể luôn ở An Nam Thành, nếu như Liễu gia giở trò với muội muội và mẫu thân, vậy thì bọn họ sẽ lập tức ở vào tình thế nguy hiểm. Cho nên hắn muốn thuê ba người dòng binh trước mắt đi An Nam Thành bảo vệ muội muội và mẫu thân, tối hôm qua hắn đã có ý nghĩ này. Màn Tử gật đầu nói, bọn ta thường thì ngoài săn giết huyền thú ra còn có thể nhận một vài chuyện như là hộ vệ hoặc là vận chuyển đồ vật giúp người ta. Dương Diệp huynh đệ, ý của ngươi là muốn thuê bọn ta sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể Tu Viễn trên mặt đất, sau đó nói, Tu Viễn là do ta giết, nếu như các vị quay về Thanh Phong Thành, KKI chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các vị. Nếu như các vị bằng lòng, ta muốn ba người đi An Nam Thành bảo vệ muội muội và mẫu thân của ta. Thời gian sao, nửa năm đi, thế nào? Nghe vậy, ba người cũng hơi động lòng. Theo như lời Dương Diệp, Tu Viễn chết, ba người bọn họ trở lại Thanh Phong Thành nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Đại Tần Đế quốc luật pháp xâm nghiêm, ca ca Tu Viễn cũng không dám ở bên trong Thanh Phong Thành mà ra tay với bọn họ, thế nhưng ngoài thành thì sao? Hơn nữa hôm nay bọn họ cũng hết cách để tiếp tục săn giết huyền thú nữa rồi, dù sao bọn họ chỉ có ba người. Nghĩ vậy. Màn Tử nhìn về phía Thanh Hồng và Tiểu Hắc, nhìn thấy Thanh Hồng và Tiểu Hắc gật đầu, gã lập tức nói, Dương huynh đệ, bọn ta đồng ý nhận ủy thác.
Thấy ba người đáp ứng, Dương Diệp đưa cho ba người ba món vũ khí trong tay, sau đó lại lấy ra một vạn miếng kim tệ cho ba người. Thấy Man Tử muốn cự tuyệt, hắn lập tức nói, một vạn kim tệ này không phải là cho các người hết, trong đó 5.000 kim tệ là thù lao, 5.000 miếng kim tệ còn lại là các người giúp ta chuyển cho muội muội và mẫu thân của ta. Nghe vậy, Man Tử do dự một chút sau đó liền gật đầu. Giá trị ba thanh vũ khí hoàng giai cũng đã không dưới 4-5 vạn kim tệ, hơn nữa 5.000 miếng kim tệ cùng với tiền dành dụm của bọn họ, dừng chân ở lại An Nam Thành đã là dư giả. Nhìn thấy Man Tử nhận lấy kim tệ, Dương Diệp tiếp tục nói, sau khi mọi người đi An Nam Thành, để cho Thanh Hồng Tỷ đi đón muội muội và mẫu thân ta. Man Tử và Tiểu Hắc đừng ra mặt, ẩn trong bóng tối là được rồi. Nếu như xuất hiện nguy cơ không giải quyết được, ba người cứ viết thư đến Kiếm Tông, ta sẽ đến bằng tốc độ nhanh nhất. Man Tử cười nói, Dương Diệp huynh đệ yên tâm, chuyện bảo vệ người khác này bọn ta từng làm không ít lần. Nếu như thật sự xuất hiện nguy cơ bọn ta không cách nào chống cự lại, bọn ta cũng có vài biện pháp. Nói chung chỉ cần không phải cường giả tiên thiên cấp, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ người nhà Dương huynh đệ an toàn. Như vậy thì tốt, Dương Diệp gật đầu sau đó nhìn thoáng qua Thanh Hồng bên cạnh. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn về phía Thanh Hồng, Man Tử và Tiểu Hắc vô cùng thức thời đi trước một bước, vốn là Thanh Hồng cũng chuẩn bị theo sau nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản. Nhìn nữ tử dáng người gợi cảm bốc lửa trước mắt, Dương Diệp nhẹ giọng nói, Thanh Hồng tỷ, từ tối hôm qua đến giờ, dường như tỷ vẫn luôn có ý giữ khoảng cách với ta. Bắt đầu từ đêm hôm qua, thái độ của nữ tử trước mắt đối với hắn đã thay đổi, trở nên tận lực giữ khoảng cách với hắn. Hắn biết, điều này có lẽ là vì thực lực của hắn, nhưng cho dù như thế nào, hắn vẫn coi nữ tử trước mắt này là bằng hữu, hắn không hy vọng tình hữu nghị này cứ như vậy mà tiêu tan. Nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp, Thanh Hồng mở miệng muốn phủ nhận, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng cuối cùng vẫn là không mượn cớ gì khác nữa, chỉ khe khẽ thở dài. Không thể phủ nhận, nàng có hảo cảm với Dương Diệp, cũng mong trở thành bằng hữu với Dương Diệp, thế nhưng Dương Diệp là đệ tử tông môn, một đệ tử tông môn vô cùng có tiền đồ. Giữa đệ tử tông môn và dòng binh rất khó có tình bạn gì, không vì gì khác, đơn giản là hai người thuộc về hai tầng lớp khác nhau. Nếu như là dòng binh khác, có thể trở thành bằng hữu với đệ tử tông môn chắc hẳn là một chuyện khiến người ta vô cùng hưng phấn. Thế nhưng nàng không muốn, bởi vì tình bạn này hơn một nửa là từ bố thí. Nhìn thấy Thanh Hồng im lặng, Dương Diệp tiếp tục nói, Thanh Hồng tỷ, ta cũng không biết vì sao tỷ lại tận lực giữ khoảng cách với ta như vậy, thế nhưng ta muốn nói là, ta thật sự coi tỷ là bằng hữu. Vì sao chứ? Thanh Hồng hỏi, ba người bọn ta chỉ là dòng binh phổ thông mà thôi. Dương Diệp cười nói, người khác đối với ta thế nào, ta sẽ đối với người như thế đó. Bắt đầu lúc vào Vạn Xà Lâm, khi đó ta còn ẩn giấu thực lực, tỷ cũng không khinh thường, xa lánh ta giống như những người khác, ngược lại là luôn luôn bảo vệ ta, chiếu cố ta. Từ lúc đó trở đi, ta đã coi tỷ là bằng hữu. Sớm biết người mạnh như vậy, ta cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác làm gì. Thanh Hồng lườm Dương Diệp một cái, gương mặt lộ vẻ tươi cười. Nàng có thể cảm giác được Dương Diệp là nói thật lòng. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, Thanh Hồng tỷ, ta cảm thấy bằng hữu thì không cần thực lực, tiền tài hoặc là thứ gì khác mới có thể trở thành bằng hữu được, mấy ý nghĩ đó của tỷ thật không chấp nhận được. Thanh Hồng muốn phản bác nhưng gương mặt lại đỏ lên, bởi vì nghe đến câu ý nghĩ đó của tỷ kia của Dương Diệp, nàng lại nghĩ đến một việc. Nàng cố gắng tránh xa Dương Diệp cũng không vì có thể trở thành bằng hữu của hắn hay không, mà là... Nghĩ đến điều gì đó, gương mặt Thanh Hồng lại càng đỏ ửng. Nhìn thấy Thanh Hồng đột nhiên đỏ mặt, Dương Diệp cảm thấy thật không hiểu nổi, mình còn có nói cái gì quá giới hạn đâu. Sao nữ tử tính cách hào sảnh này cứ đỏ mặt chứ? Nhìn thấy Dương Diệp nhìn mình chằm chằm, Thanh Hồng ngăn chặn vài ý nghĩ đáng xấu hổ trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Diệp, nhìn cái gì mà nhìn. Được rồi, Dương Diệp hoàn toàn hết biết nói gì rồi. Hắn rất muốn nói một câu thật không hiểu gì hết nhưng mà vẫn nhịn lại được. Hiện tại dường như Thanh Hồng đã không còn cố ý tránh xa hắn như trước nữa, nếu hắn nói ra, không chừng lại phải bị mắng một trận. Cổ tay chấn động, một tấm cường lực phù xuất hiện trong tay, đưa cường lực phù cho Thanh Hồng, Dương Diệp nói, Thanh Hồng tỷ, thứ này tặng cho tỷ, sau này gặp lại. Nói xong, hắn cũng không dừng lại mà đã nhanh chóng vút về phía xa. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất. Thanh Hồng thầm nghĩ quá mất mặt.
hắn mới 16-17 tuổi, sao mình lại có loại ý nghĩ này được chứ? Lắc đầu đuổi đi những ý nghĩ không hiểu nổi này, Thanh Hồng cúi đầu nhìn thứ mà Dương Diệp tùy tiện nhét vào tay nàng. Khi nhìn thấy tấm phù lục có khắc một ngọn lửa kim sắc, Thanh Hồng chợt cả người cứng ngắc, bàn tay cũng không kiềm được mà run rẩy. Mãi một hồi lâu, Thanh Hồng mới vội vã cất tấm phù lục kia vào trong ngực của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi Dương Diệp biến mất ở xa xa kia, nàng lẩm bẩm nói, như thể thất hồn lạc phách, thượng phẩm cường lực phù. Làm sao có thể? Điên cuồng chạy một mạch, Dương Diệp giống như một con khỉ nhanh nhẹn không ngừng chớp nhoáng trong khu rừng rậm rạp, trong lúc di chuyển hắn cũng đụng phải một vài con huyền thú không biết tên, nhưng hắn cũng không xuất thủ, bởi vì những con huyền thú có phẩm cấp quá thấp. Hắn phải đến U Minh Cốc, tìm kiếm những con U Minh Lang cường đại kia. Chạy hết tốc lực chừng vài giờ Dương Diệp mới ngừng lại. Hắn nhảy lên một cây đại thụ, chăm chú nhìn về phía xa, chỉ thấy ở nơi phương xa núi cao vút tầng mây, liên miên bất tận, nhìn chẳng thấy điểm cuối. Nhìn dãy núi bất tận kia, Dương Diệp lộ vẻ ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, nghe rằng vùng trung tâm của thập vạn đại sơn có một đế quốc huyền thú khổng lồ, cũng không biết là thật hay là giả. Nếu như sau này có cơ hội, nhất định phải xem thử. Nói đến đây, hắn lắc đầu tự giễu, nếu hơn 20 ngày sau còn không thể trở thành đệ tử ngoại môn, còn có nếu 3 tháng sau chẳng thể chiến thắng Liễu Thanh Vũ, ngay cả cái mạng cũng mất, còn đi xem đế quốc huyền thú cái gì. Kết thúc suy tư, Dương Diệp lấy ra từ trong ngực một tấm địa đồ cũ nát. Đây là thứ ba người man tử cho hắn vào tối hôm qua, là một tấm địa đồ một số khu vực vùng ngoài rìa của thập vạn đại sơn, bên trên còn có một vài khu vực nguy hiểm được mấy người man tử đánh dấu. Nhìn lướt qua địa đồ, ánh mắt Dương Diệp rốt cuộc dừng lại ở chỗ U Lang Cốc. Sau khi ghi nhớ tuyến đường đi đến U Lang Cốc, Dương Diệp cất địa đồ vào, chuẩn bị leo xuống khỏi cái cây. Đúng lúc này, cơ thể vốn đã nghiêng về trước của Dương Diệp bỗng chốc cứng đờ lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Chỉ thấy ngoài trăm trượng, trong rừng rậm xa xa kia bỗng nhiên lóe lên một cái bóng tím. Nó có tốc độ cực nhanh, không, phải nói là bất thường. Bởi vì bóng tím mỗi lần lóe lên là cách đến mười mấy trượng. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, da đầu Dương Diệp tê dần, hắn vội vàng nín thở tập trung tinh thần, không dám nhúc nhích. Cự ly cách trăm trượng chỉ cần hai hô hấp là cái bóng tím nọ đã đi đến vị trí của Dương Diệp, cũng may là nó cũng không dừng lại mà bay lướt qua hắn. Ngay lúc Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên, cái bóng tím cách hắn mười mấy trượng thì chợt dừng lại, sau đó lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cứng đờ cả người, nhìn vật nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt này, hắn không dám có hành động gì, rất sợ chọc phải nó sau đó thì nó nháy mắt giết chết hắn. Thứ đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một con chồn, dáng vẻ thật đáng yêu, toàn thân màu tía, thân thể thuôn dài, tứ chi hơi ngắn, tai dài đầu tròn, cái đuôi nhỏ vung vung vẫy vẫy, nơi giữ trán còn có một ấn ký hình huyết liên. Con chồn tía đứng trên hư không, đôi mắt linh động nhìn Dương Diệp thỉnh thoảng lại chớp chớp. Vô cùng khả ái. Mà dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt linh động khả ái này, Dương Diệp lại là thở mạnh cũng không dám. Tốc độ của con chồn tía này, cho dù là cường giả vương giả cảnh cũng không đạt đến nổi. Một lát sau, chân mày chồn tía như có tính người mà cau lại, nó bước đến gần Dương Diệp hai bước, cái mũi nhỏ ngửi ngửi thân thể Dương Diệp, làm như phát hiện thứ hay ho gì đó, hai mắt nó sáng rỡ. Dù Dương Diệp không hiểu thú ngữ thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận nhóc con trước mắt này đang cao hứng. Bởi vì biểu cảm lúc này của nó thật là giống hệt nét mặt hắn khi phát hiện mình có thể trở thành huyền giả vậy. Chồn tía dường như phát hiện ra thứ gì đó trên người Dương Diệp, mũi ngửi ngửi liên tục, gương mặt múc míp lộ vẻ say mê. Ngay lúc Dương Diệp chuẩn bị chạy trốn, con chồn tía trước mặt lại đột nhiên hóa thành một vệt sáng màu tím rồi đi vào trong lồng ngực hắn. Hành động bất thình lình này của chồn tía khiến cho Dương Diệp bỗng chốc đầu óc trống rỗng. Một lát sau, Dương Diệp vội vàng kiểm tra trong cơ thể, khi thấy tình hình bên trong, Dương Diệp lẩm bẩm như mất hồn, làm sao có thể, làm sao có thể. Đúng vậy, nhóc con thoạt nhìn vô cùng khả ái kia đã tiến vào trong cơ thể hắn, chuẩn xác mà nói là tiến vào trong đan điền có vòng xoáy nhỏ của hắn. Vừa rồi khi tinh thần của hắn chìm vào trong cơ thể, hắn phát hiện con chồn tía kia đang đánh giá chung quanh đan điền của hắn, gương mặt nhỏ nhắn đầu tiên là hưng phấn, sau đó hoang mang, một lát sau lại trở thành hưng phấn. Chồn tía dường như cực kỳ vui mừng, liên tục chấp hiện bên trong đan điền, như là dòng binh phát hiện động kho báu vậy. Đúng lúc này,
Dương Diệp chợt mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía xa. Chỉ thấy xa xa trong rừng rậm chớp lóe lên một cái bóng đen, Dương Diệp nuốt khan, đầu óc lại trống rỗng. Bởi vì cái bóng đen này đang ngự không phi hành nhưng lại không phải là mượn ngoại vật mà phi hành. Có thể phi hành mà không mượn ngoại vật, Dương Diệp không biết cần phải có thực lực gì mới có thể làm được, dù sao ngay cả vương giả cảnh và phía trên vương giả cảnh là linh giả cảnh đều không thể làm được, mà cường giả trên linh giả cảnh lại là tôn giả cảnh. Tốc độ của bóng đen cực nhanh, nháy mắt đã đi đến bên cạnh Dương Diệp. Bóng đen cả người đen kịt, toàn thân là hắc khí, xung quanh thân thể lại càng có vô số hắc khí quẩn quanh. Thứ hắc khí này như là những con rắn độc, sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào. Bóng đen liên tục không ngừng nghỉ mà chấp hiện đi về phía xa. Mà lúc này Dương Diệp cũng sắc mặt trắng bệch, bởi vì bóng đen kia liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này làm cho hắn như rơi xuống địa ngục, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, làm cho hắn không sinh ra nổi ý chí phản kháng nào. Không. Bị đối phương liếc nhìn mà đã không chịu nổi như vậy, Dương Diệp cảm thấy thật nhục nhã. Hắn gầm lên một tiếng, ép mình ngẩng đầu, nhìn về chỗ bóng đen biến mất, thần sắc kiên định mà nói, thà rằng chết chứ không thể sợ, kiếm của đệ tử kiếm tông thà gãy chứ không cong, đệ tử kiếm tông thà rằng chết chứ không chịu nhục. Những lời này là câu nói mà tổ sư gia kiếm tông từng nói, Dương Diệp khắc ghi. Dứt lời, cảm giác sợ hãi kia trong lòng Dương Diệp tức khắc biến mất. Mà cùng khi ấy, trường kiếm trong tay hắn cũng run lên dữ dội, phát ra một tiếng kiếm minh lanh lảnh, sau đó keng một tiếng, trường kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà khi ấy Dương Diệp đã khẽ khép hai mắt lại, sau khi nói xong câu nói đó, hắn đã tiến nhập vào trong một trạng thái kỳ dị, một trạng thái kỳ dị mà lại huyền diệu. Dương Diệp không biết sau khi hắn nhập định, không chỉ trường kiếm của hắn vỡ vụn, mà ngay cả lá cây xung quanh hắn cũng xào xạc kêu vang, như thể đang bị một thứ vô hình thúc đẩy. Nếu như các phong chủ của bảy ngọn núi của hoặc là tông chủ kiếm tông ở nơi này thì sẽ biết trạng thái của Dương Diệp là gì, đây là trạng thái mà vô số người trong kiếm tông mơ ước, bởi vì đây chính là đang lĩnh ngộ kiếm ý mà mấy trăm năm nay chưa ai ở kiếm tông lĩnh ngộ được. Vụt! Ngay lúc Dương Diệp nhập định, một tiếng xe gió vang lên, người áo đen vốn đã biến mất ở phía xa lại bỗng nhiên quay trở lại. Cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, Dương Diệp lập tức buông bỏ trạng thái này mà thanh tỉnh lại. Ngay khi hắn vừa tỉnh lại, người áo đen lúc trước đã như ma quỷ mà xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng Dương Diệp thầm thăm hỏi cả nhà cái bóng đen này 18 lần. Tuy rằng hắn không rõ trạng thái này là gì, thế nhưng không thể ngờ, trạng thái chắc chắn có lợi với hắn, thế mà cũng vì kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt mà hắn phải rút ra khỏi trạng thái này. Hắn thực sự rất muốn đấm tên này một quyền. Khoảng cách giữa hai người không đến hai thước. Thế nhưng Dương Diệp cũng không nhìn thấy được dung mạo của đối phương, bởi vì xung quanh y có vô số hắc khí tỏa ra khí tức kinh khủng, dưới sự bao bọc của luồng hắc khí này, người áo đen có vẻ vô cùng kỳ dị. Đối mặt với người áo đen không được hơi thở, Dương Diệp lập tức lộ vẻ hoảng sợ, hắn cố ý khống chế cơ thể của mình run lẩy bẩy, như thể là chuột thấy mèo. Có từng gặp một cái bóng màu tím không? Người áo đen nói chuyện, giọng nói có hơi khàn khàn, như là cổ họng tắc nghẽn, có hơi khó nghe. Nghe thấy lời nói của người này, thân thể Dương Diệp càng run rẩy dữ dội hơn, hàm đánh cầm cập, như là căng thẳng đến nói không thành lời. Ngay khi hắc khí trên người tên áo đen lan ra, Dương Diệp run run chỉ tay về phía sau, run rẩy nói ta. Ta mới vừa nhìn thấy một cái bóng màu tím lóe lên ở nơi đó, sau. Sau đó không thấy tăm hơi. Nghe thấy lời của Dương Diệp, hắc khí trên người tên áo đen yên tĩnh lại. Trầm mặc một lát. Y nhìn thoáng qua Dương Diệp đang run rẩy, lắc đầu, y vốn muốn giải quyết Dương Diệp nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Dương Diệp, y cũng bỏ qua ý nghĩ này. Một kẻ phàm nhân cảnh thật sự là y chẳng thèm ra tay, hơn nữa còn là một kẻ kém cỏi như vậy. Nếu như là một tên ngang ngạnh có lẽ y còn có chút hứng thú giày vò hành hạ, thế như cái loại trước mắt này, y thật chẳng muốn lãng phí huyền khí. Giống như voi và con kiến, nếu như không phải là con kiến không có mắt. Voi cũng sẽ chẳng đi cố ý giết một con kiến làm gì. Cút đi, người áo đen lạnh nhạt nói một câu. Nghe vậy, Dương Diệp như được đại xá, vội vã nhảy xuống đại thụ, sau đó chạy đi như điên. Trong lúc chạy đi, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục bình thường, chẳng còn chút sợ hãi, thầm nghĩ may mắn, may mà mình đã đoán đúng. Người áo đen vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì,
Kẻ như thế nếu như hắn biểu hiện cực kỳ khó khuất phục, hoặc là không chút sợ hãi, người áo đen chắc chắn sẽ không ưa hắn, cho nên hắn lập tức làm ra bộ dạng hèn yếu, làm cho đối phương không thèm ra tay. May là hắn đã đoán đúng. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, người áo đen nâng hai tay lên, hắc khí trên người như là sống lại, lan theo làn gió, chỉ trong nháy mắt hắc khí đã tràn ra hơn trăm trượng, phàm là nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối cứ như tuyết tưới dầu sôi, nháy mắt hóa thành một vũng nước đen. Lại qua vài hơi thở, lấy hắc y nhân làm trung tâm, trong vòng vài trăm trượng xung quanh, tất cả mọi vật, bao gồm cả mặt đất đều biến thành đen kịt, tràng cảnh như thế cực kỳ kinh khủng. Sau một lát, người áo đen thu hồi tất cả hắc khí, thấp giọng lẩm bẩm, vì sao khí tức lại biến mất ở chỗ này, chẳng lẽ có người bắt được nó trước ta? Nói đến đây người áo đen xoay người nhìn về phía kiếm tông, thấp giọng nói, chẳng lẽ là cường giả của kiếm tông? Nói xong, người áo đen do dự một chút rồi hóa thành một cái bóng đen vọt về phía kiếm tông. Dương Diệp chạy như điên, chạy suốt chừng 3 canh giờ, mãi đến khi bầu trời tối đen rồi hắn mới dừng lại. Hắn tìm kiếm xung quanh được một cái hang động tự nhiên, sau khi che đậy cửa hang một phen, hắn mới lấy ra nguyệt quang thạch mà hôm qua man tử cho hắn. Nguyệt quang thạch chiếu sáng, Dương Diệp thấy rõ hoàn cảnh trong hang động, nơi này không nhỏ, ước chừng có thể đủ đứng 10 người, trong hang động có rất nhiều cỏ dại, hiển nhiên đây là một cái hang động của huyền thú. Thấy không còn nguy hiểm gì, Dương Diệp ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ bụng mà nói, nhóc con, mi đi ra đây, chúng ta nói chuyện một chút. Nhóc con kia không phải là huyền thú thông thường, từ tốc độ bất thường kia của nó là có thể nhìn ra. Thế nhưng vì sao nó lựa chọn hắn, điều này thật khiến hắn chẳng hiểu nổi, nhất là nó còn chui vào trong bụng hắn, à, là vào trong vòng xoáy, việc này thực sự là vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Cho nên hắn quyết định nói chuyện rõ ràng với nhóc con này. Mãi lâu sau trong bụng cũng không có động tĩnh, Dương Diệp kiểm tra thử, lúc nhìn thấy tình hình của nhóc con kia, khóe miệng hắn co rút một hồi. Chỉ thấy con trồn tía nọ đang nằm nghiêng trong đan điền của hắn, hai mắt khép hờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng khò khò nho nhỏ, hiển nhiên là nó đã ngủ mất rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Dương Diệp tức muốn nổ phổi. Tên này im hơi lặng tiến vào trong bụng hắn, còn dẫn đến một cường giả mạnh đến nghịch thiên. Hắn suýt nữa là chết trong tay người áo đen kia rồi, hắn chạy như điên liền một mạch, rất sợ chạy chậm người áo đen sẽ đuổi theo kết liễu hắn. Có thể nói là suốt quãng đường hắn đều kinh hồn bạt vía, hận không thể mọc thêm hai cái chân, thế nhưng đầu sỏ gây họa này lại có thể nằm ngủ bên trong đan điền của hắn. Lần này mà nhịn, sau này còn đến mức nào nữa, sau chừng nửa canh giờ Dương Diệp kêu gọi, trồn tía cuối cùng cũng đi ra khỏi vòng xoáy của hắn. Nó đứng trên hư không. Cái móng vuốt nho nhỏ xoa đôi mắt nhập nhèm, dường như bất mãn Dương Diệp quấy rầy giấc ngủ, nó hung hăng chừng Dương Diệp một cái, như là còn thấy chưa đỏ, cái chân nhỏ còn cào cào về hướng Dương Diệp, một bộ ta đây rất khó chịu. Dương Diệp nuốt khan, con huyền thú này quá nhân tính hóa, quả thực không giống như là huyền thú, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói cái gì. Sau một hồi lâu, trồn tía hết cơn buồn ngủ, đôi mắt linh động nhìn Dương Diệp lóe lóe lên. Tựa như đang quan sát Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, nỗ lực làm mình bình tĩnh lại. Sau một hồi, hắn nhìn nhóc con khả ái này mà nói, nhóc con, mi có thể nghe hiểu ta nói gì. Đúng vậy, ta muốn nói, chuyện mi tiến vào đan điền ta tị nạn ta sẽ không so đo. Người áo đen kia cũng đã rời khỏi, bây giờ mi có thể đi rồi. Nhóc con này rất khả ái, vô cùng khả ái, nếu như lấy về cho Tiểu Giao chắc chắn rất vui. Hoặc là lấy mang đi bán, chắc chắn cũng là có thể bán rất được giá. Thế nhưng Dương Diệp không dám, bởi vì này con trồn này quá thần bí, hơn nữa còn dẫn đến người áo đen. Cho nên hắn quyết định yên lành tách ra khỏi nó. Hai mắt trồn tía chớp chớp, cũng không gật đầu hay lắc đầu, cứ như vậy mà ngoan ngoãn nhìn Dương Diệp. Bây giờ mi đã an toàn, mi có thể trở về nhà, hiểu chưa? Nhìn thấy nó không tỏ ý gì, Dương Diệp nhắc lại một lần nữa. Lần này trồn tía như là hiểu lời Dương Diệp, cái đầu khẽ lắc lắc, hiển nhiên là nó không muốn đi. Lại còn nhờ cậy vào ta nữa à? Nhìn thấy nhóc con này lắc đầu, khóe miệng Dương Diệp lại co rút. Tuy rằng nó rất đáng yêu, thế nhưng Dương Diệp vẫn quyết định để nó đi, nó chính là một tai họa, không chừng lúc nào đó sẽ lại dẫn người áo đen kia đến nữa. Với lại, để cho nhóc con này ở lại trong đan điền hắn, chuyện này nghĩ thế nào cũng không bình thường. Sau khi hạ quyết tâm,
Dương Diệp tiếp tục nói, nhóc con kia, ta là nhân loại, mi là huyền thú, mi đi cùng với ta sẽ gặp nguy hiểm. Hiểu chứ? Chồn tía chừng mắt nhìn, không lắc đầu cũng không gật đầu. Nhân loại rất xấu xa, sẽ quay mi lên mà ăn, biết không? Chồn tía gật đầu, bộ dạng rất là tán đồng. Vậy mi mau trở về nhà, đừng ở cùng với ta nữa. Chồn tía lắc đầu, bộ dạng ta đây không rời khỏi ngươi. Vậy mi muốn thế nào? Dương Diệp hơi nóng nảy, bắt đầu lớn tiếng. Nhìn thấy Dương Diệp tức giận, chồn tía hình như có hơi sợ, nó lui về sau, đôi mắt ướt nước, cái mặt nhỏ tràn đầy vẻ uất ức. Yêu nghiệt, nhìn thấy bộ dáng này của chồn tía, đầu Dương Diệp nhức cả đầu. Hắn hiện tại càng thêm xác định nhóc con này không phải là huyền thú. Bởi vì huyền thú phải đến linh giả cảnh mới có thể hóa thành hình người, có trí tuệ có thể sánh với nhân loại. Thế nhưng nhóc trước mắt rõ ràng không đạt được đến linh giả cảnh, bằng không thì nó đã sớm hóa thành hình người. Cũng vì nhóc con này không đạt đến linh giả cảnh, hắn mới phát giác ra nó không phải là huyền thú, bởi lẽ hắn chưa từng thấy qua huyền thú nào không đến linh giả cảnh mà có trí tuệ như thế này cả. Tuy rằng hắn chưa thấy được bao nhiêu huyền thú, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, nó nhất định không phải là huyền thú thông thường. Dương Diệp xòe tay ra rồi nói, vậy mi muốn thế nào? Nghe thấy lời Dương Diệp, chồn tía tuét miệng cười, móng vuốt nho nhỏ chỉ vào đan điền của Dương Diệp, dụng ý rất rõ ràng. Mi muốn ở lại trong chỗ này của ta? Dương Diệp hỏi. Chồn tía vội vàng gật đầu. Vì sao? Vấn đề này dường như có hơi khó trả lời. Chồn tía chỉ móng vuốt vào đan điền của Dương Diệp, sau đó chỉ vào chính nói rồi lại liên tục khoa chân múa tay trên không trung, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp mặt mày mờ mịt, chồn tía dừng khoa chân múa tay, sau đó nhoáng lên đáp xuống vai Dương Diệp, cái đầu cọ cọ vào gò má Dương Diệp, bộ dạng chúng ta rất thân thiết. Dương Diệp thở dài trong lòng, hắn biết nhóc con này bám lấy hắn rồi, với tốc độ của nó, ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng chẳng có. Quên đi, là phúc thì chẳng phải họa, dù sao trên người ta cũng đã có một cái tiểu vòng xoáy thần bí, thêm một đứa nhóc thần bí cũng chả sao, quen rồi là được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp quyết định tìm hiểu xem nhóc con này là huyền thú mấy phẩm. Sau đó Dương Diệp đau khổ. Dương Diệp đưa ra một ngón tay, nói, huyền thú nhất phẩm. Nhóc con kia lắc đầu. Huyền thú nhị phẩm. Nó lại tiếp tục lắc đầu. Huyền thú tam phẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.